thuở ấy, buôn làng Mơ Nông lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ. Người Mơ Nông sống bình yên giữa những dãy núi cao hùng vĩ, bên dòng thác Bức Sò ngày đêm reo vui tung bọt trắng xóa. Rẫy lúa ăn cả bon mới hết, ná to bắn cả bon mới nổi, ché rượu cả bon uống mới nhạt, làm rẫy cùng chung một vạt, làm nhà cùng chung một bon. Gia Lan, nay ông thả trâu ở đâu vậy? Ta thả trâu ở bìa rừng gần chân núi. Vậy để tôi dắt trâu đi thả giùm ông, chiều tôi sẽ đưa chúng về. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hey, cái bụng ta muốn ở nhà, nhưng cái chân ta không có muốn. Ta vẫn còn khỏe, chân ta vẫn dẻo dai như con nai con hươu trong rừng. Vậy tôi vào rừng kiếm củi hái rau quả đây. Chim rinh đẻ trứng thì hạn, chim rang đẻ trứng thì trời âm u, gà rừng đẻ trứng thì rẫy đốt không cháy, chim clan đẻ trứng thì lúa sẽ bị lép. Núi rừng thật đẹp làm sao, buôn làng mình ở xa xa kia thật đẹp làm sao. Giỏi ngoan, tao biết mày sẽ ở ngay dưới đây đỡ tao mà. Bây giờ mày hãy bẻ những cành cây khô kia xuống để tao lấy củi về đun nấu nha. Củi đã mục chặt, gùi đã đầy rau quả, chúng ta về làng thôi. Chó con, mày thoát nạn rồi. Từ nay mày đừng chọc giận hổ dữ nha, nó sẽ ăn thịt mày đó. Tạm biệt mày nha, chó con. Mày nhanh chạy về với đàn của mày đi, cha mẹ của mày đang chờ mày đó. Mày không có đàn hay cha mẹ sao? Vậy mày cũng giống tao rồi. Mày có thể theo tao về buôn làng làm bạn, ở đó mọi người tốt lắm, không ai làm hại mày đâu. Được rồi, tụi mình về làng thôi. Bên kia những dãy núi cao chập trùng, rất xa xôi là kinh thành của vua Brum bạo ngược, hung ác, tham lam, chuyên sai quân đi cướp bóc khắp nơi. Ta nghe nói phía sau ngọn núi đó là những buôn làng Mơ Nông giàu có. Ngươi hãy cho quân lính đi tìm hiểu rồi về báo cho ta biết. Thưa đức vua Brum vĩ đại, thần xin nghe lời người. Hey, mày bắt được nó ở trong rừng sao? Tôi thấy nó không có cha mẹ giống tôi nên đưa nó về làm bạn. Lát nữa tao sẽ đưa mày đến chỗ này vui lắm. Mày thấy thác nước của buôn làng tao đẹp không? Nước mát lắm, mày xuống tắm đi. Mày có dám nhảy xuống nước không? Dám chứ sao không. Đâm đi thật là dũng cảm, lại lặn giỏi và bắt được cá lớn nữa. Cứu, cứu, cứu.
Mày là trai làng gì mà dở ẹt vậy? Không biết mày bơi là sao hả? Mày là trai làng mà mày không biết bơi hả? Làm sao mà lặn ngực bắt cá giỏi như tụi tao được? Không sao, nếu mày muốn tao sẽ tập bơi cho mày. Ai cần mày dạy bơi? Mày ỷ mày giỏi được mọi người khen ngợi cái mày lên mặt với tao. Tao không có ý đó đâu. Không ai coi mình ra gì hết trơn. Trời ơi, đáng ghét mà. Tất cả mọi người trong làng này ai cũng thấy ghét hết trơn á. Thật là đáng ghét. Đi theo nó sẽ giúp chúng ta chiếm được buôn làng này, mang của cải về cho vua Râm Vĩ Đại. Mình không thèm chơi với bọn nó nữa, toàn lũ đáng ghét mà. Đứng lại đó. Cái người là ai? Ta là tướng quân của vua Râm Vĩ Đại. Vua Râm sao? Ở đất nước xa với chúng tôi mà, sao quân lính của ông ta lại tới đây? Định trốn sao? Xin ông tha mạng. Tôi biết ông vua Brum của mấy ông, tôi không có dám chống đối đâu. Bọn ta ở rất xa nơi này, nhưng người vẫn biết được danh tiếng của vua Brum vĩ đại. Ngươi cũng giỏi lắm đó. Đi theo phục tùng vua Brum, ngươi sẽ được coi trọng và được thưởng công xứng đáng. Hả? Nhưng các ông tới làng tôi làm gì? Ta đến tìm hiểu xem làng của các ngươi có giàu có hay không, rồi sẽ lấy hết mọi thứ về dâng cho vua Râm Vĩ Đại. Hả? Nếu ngươi đi theo giúp ta, sau khi chiếm được làng này, ta sẽ cho ngươi làm gia làng. Lúc đó, tất cả mọi người trong làng này sẽ phải kính sợ và tôn trọng ngươi. Đúng vậy, tôi muốn tất cả mọi người phải kính sợ, tôn trọng tôi. Làng này ai cũng cười nhạo chê bai, không coi tôi ra gì. Nếu được làm già làng, tôi hứa sẽ trung thành với vua Brum suốt đời luôn. Vua Brum chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều trâu bò, chiên ché. Vậy ngươi có biết làng này giấu vũ khí ở đâu không? Phải đề phòng bọn chúng chống lại chúng ta. Hey, làng tôi trước giờ sống bình yên, không gây chiến với ai bao giờ. Làm gì có vũ khí mà giấu. Thưa đức vua Brum đáng kính, làng mà nông bên thác Bút So rất giàu có. Họ có đàn voi đông đúc, rất nhiều trâu bò dê lợn chen nhau ăn cỏ trong rừng. Gà trống gái giang trời, gà mái đẻ con chạy khắp buôn làng. Nhà ai cũng có nhiều chiên ché, bắp lúa chất đầy kho, đời sống rất no đủ. Người giỏi lắm. Dân làng đó rất hiền, không có vũ khí để đánh lại chúng ta. Vậy ngươi hãy dẫn thêm quân lính băng rừng đạp núi đến đó, lấy hết mọi thứ về đây cho ta. Nè, mấy đứa nhỏ không? Đủ già quá té bây giờ. Đốt hết cho ta. Ê, chạy đi qua đây. Chạy đi. Chạy đi. Có chuyện gì vậy? Sao gia súc của buôn làng lại chạy vào rừng trốn? Voi ơi, hãy đưa tao lên cành cây cao nhất. Lấy hết mọi thứ cho ta, không ai dám chống lại thì sẽ mất mạng. Có chuyện xấu xảy ra với buôn làng rồi, mình phải về nhanh thôi Voi ơi. Đó là nhà của già làng. Nhà ông ta có rất nhiều trâu bò, chiên ché, lúa bắp chất đầy kho. Thằng chấp, mày là con của buôn làng, sao mày lại dẫn giặc về đây cướp phá hả?
Mày là con sâu con bọ làm hại dân làng. Lòng dạ mày độc ác như con rắn con rết. Mày hãy cút đi. Cút đi. Nó là anh em của tao. Nó đã hứa trung thành với vua Râm Vĩ Đại, không ai được đụng vào nó. Dân làng các ngươi hãy noi gương thằng chấp, hãy phục tùng và trung thành với vua Râm Vĩ Đại. Các ngươi cướp của, đốt phá buôn làng ta. Vua Râm của các ngươi độc ác, bạo ngược, hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Cút khỏi buôn làng ta. Cút khỏi buôn làng ta. Đây là nhà của thằng Dumpri. Nó nghèo nhất làng. Trong nhà không có gì hết trơn. Vậy thì bắt con chó, đốt nhà nó cho ta. Lũ giặc kia, ai cho tụi bay đến làng tao làm loạn? Mày là ai? Tao là Dumpri, người con của buôn làng này. Ai cho tụi bay đến đây cướp phá? Thật chấp, ai cho mày bắt chó của tao? Tao bắt theo lệnh của tướng quân vua Frum. Và lại có sao không? Chính thằng chấp dẫn quân giặc đến đây cướp phá. Mày thật độc ác, dám làm hại buôn làng. Tôi giặc đánh đâm ri bị thương rồi. Nếu các người dám chống lại vua Brum thì sẽ đổ máu như đó thôi. Chúng ta không chống lại chúng được đâu. Chúng rất mạnh và hung ác. Nếu còn chống lại thì sẽ bỏ mạng đó. Tiếp tục cướp phá hết cho ta. Cũng bị thương rồi. Chúng ta không thể chống lại tụi giặc hung ác đâu. Tụi giặc thật độc ác. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây? Đúng rồi, giờ phải làm sao? Của cải thì bị cướp bóc, nhà cửa thì bị đốt cháy hết rồi. Tao phải làm gì để giúp dân làng đang khốn khổ đây? Mày đi hái lá thuốc về cho tao trị thương sao? Cảm ơn mày nhé, chó ngoan. Mày đừng sợ, tiếng hổ gầm ở xa lắm. Mày sợ tao gặp nguy hiểm sao? Tụi tao không bỏ rơi mày đâu. Chúng ta ngủ thôi. Sáng mai ta phải quay về buôn làng. Không thể để bọn giặc cướp phá như vậy được. Này cho tôi với. Phần của mày đây. Anh còn nhớ lời hứa với tôi không? Tao hứa gì với mày hả? Ông hứa cho tôi làm già làng. Tôi sẽ bắt dân làng khuất phục và trung thành với vua Râm mãi mãi. Tao nhớ chứ. Mày rất giỏi mà. Tụi tao đã lấy được bao nhiêu thứ quý giá về cho vua Râm Vĩ Đại. Làng này sẽ là của mày. Nhưng lũ làng vẫn còn muốn chống đối, chưa chịu khuất phục. Phải làm sao cho tụi nó yếu đi, không còn nghĩ đến chuyện chống lại bọn ta nữa. Nếu đứa nào cũng khỏe và liều lĩnh như thằng Dumpri thì rất nguy hiểm. Cho chức già làng của mày sẽ khó mà giành được đó. Cái thằng đáng ghét đó, nó rất được lòng của dân làng. Tôi phải nghĩ cách mới được. Tôi nghĩ ra cách rồi. Hay lắm. Kế này của mày rất hay. Vua Râm Vĩ Đại rất thích nơi này. Tiếng hát nước quá lớn sẽ khiến người ăn không ngon, ngủ không yên. Làng các người muốn yên ổn thì bây giờ hãy dỡ đá phía trên đỉnh tháp, thả xuống dưới
để ngọn thác thấp xuống, nước chảy êm tai hơn. Không thể làm vậy được, như vậy là xâm phạm đến thác nước thiêng liêng. Làm sao mà dỡ đá cho dòng nước chảy êm được? Trời ơi, thác nước cao như vậy trời mà ơi. Bây giờ chúng ta đủ phải làm bao nhiêu lâu mới xong đây? Không nói nhiều, các người muốn sống yên ổn thì hãy làm theo lệnh của vua Rung Vĩ Đại. Các người hãy lên phía trên ngọn thác và làm việc. Ai làm việc thì có gạo và muối để ăn, nếu không thì chết đói cả làng. Để dân làng không thể chống trả, lũ giặc dắt kiệt sức của dân làng bằng cách bắt dân làng phải làm việc cả ngày. Từ người trẻ đến người già, đàn ông và đàn bà, ai ai cũng phải làm việc cực khổ và nguy hiểm. Làm việc đi, đồ lười biếng. Các ngươi mà không làm thì sẽ chết. Già làng có sao không? Ông hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, để tôi làm cho. Làm việc đây. Tôi phải thật độc ác, người già sao có thể làm việc cực khổ như vậy được? Cao lớn khỏe mạnh như vậy, hãy đến dỡ những hòn đá lớn đi, để hòn đá nhỏ cho người già làm. Đừng chống lại tụi nó, nếu không làm chúng sẽ làm hại hết cả làng ta đó. Nhưng chúng bắt dân làng làm việc cực khổ cũng là muốn hại chết dân làng rồi. Cái bọn chống đối này, cứ xích nó lại, bỏ đói nó vài ngày là nó sợ và ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chúng phải làm sao đi? Nhà cửa bị đốt hết rồi. Cha ơi, cha đừng chết mà cha. Già làng ơi, chúng ta không thể để bị ức hiếp như vậy được. Già làng hãy kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại lũ giặc. Làm sao mà chúng ta chống lại chúng được đây? Chúng ta phải bắt được tên tướng giặc. Nếu bắt được tướng giặc thì tụi giặc sẽ như rắn bị mất đầu, chúng sẽ sợ hãi mà rút quân. Cái tụi độc ác này như nấm mọc sau mưa, bắt được tướng giặc này rồi sẽ có nhiều tướng giặc khác tìm đến thôi. Nhưng chúng ta phải đứng lên cho họ thấy dân làng không thể bị áp bức bóc lột. Cứ như vậy dân làng sẽ chết mất. Dân làng chúng ta quen sống bình yên no ấm, bây giờ phải chịu đói khổ, sức khỏe thì suy kiệt vì phải làm việc quá sức, cái bụng không đủ no, trong tay không tất sắt, làm sao đánh giặc. Nhưng nếu chúng ta cúi đầu chịu đựng thì cả làng cũng sẽ chết. Chúng ta phải đoàn kết đánh đuổi bọn giặc, dù có hy sinh nhưng chúng ta sẽ được tự do rồi xây dựng lại buôn làng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dumfries, nó đang kêu gọi dân làng làm phản. Đứa nào muốn làm phản thì bước lên đây. Không được bắt nạt dân làng, vì mày kích động làm phản mà dân làng bị đánh. Chỉ có thằng Dumfries muốn chống lại vua Frum, đúng không? Mày đừng có lì lợm nữa, hãy ngoan ngoãn như dân làng đi. Dạ, không bao giờ, ta phải giết ngươi. Hào vua theo, cánh lên. Lần này nó chết chắc rồi. Nó đã rớt xuống vực sâu rồi, chắc chắn sẽ không giữ được mạng. Vậy là loại bỏ được một tên muốn làm phản. Bọn dân làng đó sẽ không dám chống đối lại chúng ta nữa. Mau quay về làng canh chừng cho ta. Chó ngoan, mày đừng kêu lên vậy, hộ sẽ đến bắt mày đó.
Tạ ơn thần linh bảo vệ, con vẫn còn sống. Thật may là tụi giặc tưởng tao đã rơi xuống vực tan xác nên bỏ đi. Tao sẽ đi tìm người giúp đỡ buôn làng. Người mà đông khắp vùng núi này rất đông. Chúng ta còn có những dân tộc anh em khác, chắc chắn sẽ có người giúp làng tao đánh đuổi bọn giặc. Dạ ơi, có thể cho tôi xin một nắm cơm không? Cậu đói lắm sao? Ăn đi. Cảm ơn già. Tôi đã ăn rau quả trong rừng mấy ngày nay, hôm nay mới được ăn cơm. Già chỉ giùm tôi nhà của già làng này với. Mà sao làng vắng lặng vậy? Nhà già làng á có mái cao nhất đó. Người làng vào rừng lên rẫy hết rồi. Già làng ở nhà canh lũ khỉ phá phách ăn trộm bắp. Vậy tôi chào già. Tôi đến gặp già làng đây. Cảm ơn già đã cho tôi ăn cơm. Cậu là ai? Có chuyện gì lại ghé làng ta vậy? Tôi là Damri, đến từ làng Bờ Nông bên thác nước Bức So. Làng của chúng tôi đang bị giặc của vua Brum đến cướp phá. Tôi đến đây cầu xin già làng hãy đến giúp làng chúng tôi đánh đuổi quân giặc. Ê, không được đâu. Vua Brum bên kia dãy núi rất là hung ác bạo ngược. Làng chúng ta không muốn mang giả đâu. Nếu quân giặc Brum chiếm được làng tôi, đến khi không có gì để cướp phá nữa, chúng sẽ tràn đến các làng khác để cướp phá. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết đánh đuổi quân giặc. Làng chúng tôi xa như vậy lại nghèo đói, quân giặc chẳng có gì để cướp phá đâu. Cậu hãy đi tìm làng khác giúp đỡ đi. Đi đi. Nè, ta chỉ giúp cậu được vậy thôi. Cậu đi đường bình an nha. Cảm ơn già làng. Nếu ông thay đổi ý định, hãy đưa người đến làng tôi giúp đỡ. Không nản chí, chàng Damri cùng chú chó băng rừng lội suối, tìm đến nhiều làng người Mơ Nông và các dân tộc anh em khác xin giúp đỡ. Ai ai cũng sợ tiếng ác của vua Brum, nên không ai dám giúp đỡ làng của chàng Damri. Mày đừng sợ, có tao ở đây. Trời nắng quá. Nước mát quá. Mày phải uống nhiều vào nhé. Mày yên tâm, tao với mày ngủ trên cây thì sẽ không có thú dữ nào làm hại mình được đâu. Xin chào nữ thần mặt trời. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chó ngoan, bắt lấy cá. Mày phải ăn cho no để theo kịp tao nha. Không biết dân làng sao rồi. Mình đã đi bao nhiêu lần mặt trời lên rồi xuống mà vẫn không có ai giúp đỡ. Buồn quá. Mình nhớ làng, nhớ mọi người quá. Chó ngoan thường rất ít sủa khi ở trong rừng vì sợ gặp thú dữ. Sau này nó lại sủa ầm ĩ lên vậy. Chắc nó đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải nhanh tìm cứu nó. Thì ra là mày sủa bóng mày dưới nước. Làm tao cứ tưởng mày gặp nguy hiểm chứ. Mày nhìn thấy không? Bóng tao cũng in dưới nước đó. Không có con chó nào dưới đó đâu. Thôi, mày đừng sủa nữa. Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi. Trời sắp tối rồi. Mày không đi là tao đi trước đó. Mày cứ ở đó sủa tiếp đi. Hổ dữ mà xuất hiện, tao không cứu nổi mày đâu. Là
là hổ thật sao? Tao nói mà mày không chịu nghe, bây giờ phải làm sao đây? Mở hổ, tao không muốn đụng độ với mày đâu. Tao đang có việc gấp, mày hãy tránh đường để tao đi. Chó ngoan là bạn thân của tao, mày đừng hòng ăn thịt nó. Chó ngoan, mày hại chết bạn thân của tao rồi, tao phải liều mạng với mày. Chó ngoan ơi, mày đâu rồi? Mày rất thích hồ nước này, giờ mày chìm xuống đó rồi, tao sẽ để mày ở dưới đó nhé. Cảm ơn mày đã dũng cảm cứu tao mà bỏ mạng, nhưng giờ tao lại chẳng thể làm gì cho mày được. Tao phải tiếp tục lên đường tìm người về cứu dân làng đây. Tạm biệt chó ngoan, bạn thân của tao. Tao sẽ tìm cách cứu những người vô tội, những con vật vô tội, để không ai phải mất mạng như mày nữa. Không có chó ngoan đi cùng, mình thật cô đơn. Tiếng sủa của chó ngoan đây mà, nó vẫn còn sống sao? Chó ngoan, tao tưởng sẽ không gặp lại mày nữa. Mày không bị thương sao? Lúc nãy tao thấy mày bị chảy máu rồi chìm nghiễm dưới hồ nước. Sao mày cứ sủi miết vậy? Mày không sợ hổ dữ quay lại ăn thịt sao? Chuyện gì thế này? Sao răng hổ lại rụng hết vậy? Có phải vì hồ nước này nên mày trở thành mình đồng da sắt rồi không? Chó ngoan, mày thử cắn tay tao xem có chảy máu không. À, mày sợ bị gãy hết răng giống con hổ đúng không? Vậy thì tao phải liều thử xem. Đây đúng là hồ nước thần rồi. Mình đã trở thành người mình đồng giá sắt rồi. Mình sẽ có sức mạnh vô địch để chống lại tụi giặc hung ác bạo tàn. Mình phải quay lại cứu dân làng thôi. Cảm ơn mày đã cho tao biết về hồ nước thần. Chúng ta đều trở thành mình đồng gia sắt rồi, không gươm dao nào có thể làm hại chúng ta. Giờ tao sẽ lấy nước vào bầu để dành khi cần mang ra dùng. Đúng rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về cứu dân làng. Chàng đâm ri băng rừng vượt suối, chàng quên cả đói khát, đêm tối cũng không ngủ để quay về cứu dân làng. Mày đói lắm rồi phải không? Tao nóng lòng quay về làng mà quên mất. Ô, tao đã làm rơi bầu nước rồi. Mày chạy theo tao mệt lắm phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nếu về trễ thì sẽ có thêm nhiều người trong làng bỏ mạng. Sắp tới mình làm già làng, có nhiều việc phải làm lắm đây. Phải bắt lũ dân làng vào rừng đốn gỗ về làm lại nhà, nuôi lại trâu bò dê lợn, lên rẫy trồng lúa trồng bắp. Rồi mình sẽ bắt cái lũ dân làng phải cống nạp cho mình, lúc đó mình chỉ cần nằm chỗ ăn no uống say. Ôi, sung sướng quá. Ôi, lại có kẻ hầu người hạ nữa. Mùi khoai lang nướng thơm quá. Ê, tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi đói quá nên mới lên rải mót được mấy củ khoai còi cọc về nướng ăn nè. Đúng rồi đó. Tụi mày chỉ chơi suốt ngày, cần gì phải ăn nhiều. Ông cũng đi chơi suốt ngày mà được ăn thịt uống rượu đó.
kệ tao, đưa cho tao củ khoai lớn nhất, nhanh lên. Nóng quá. Lêu lêu, cái đồ tham ăn. Ông ăn nhiều nữa đi, rồi rụng hết cái răng. Cái miệng không nhai được thịt, không ăn được cơm nữa. Đáng đời, đáng đời. Tụi mày phải gọi tao là già làng. Tao sắp thành già làng rồi nha. Chạy đi. Lúc đó tao sẽ trừng phạt tụi mày. Tao sẽ bắt cha mẹ tụi mày làm việc nhiều hơn nữa. Rồi tao không cho nhà tụi bay gạo muối, cho tụi mày chết đói luôn. Ông là tay sai vô quân giặc. Đồ phản bội dân làng. Ông sẽ bị thần sấm, thần sét trừng phạt. Tướng quân vẫn còn ở đây á. Còn mày lại trốn đi đâu ngủ một giấc đến giờ này mới ra đây hả? Dạ, tôi đâu dám, tôi mới đi ngang ngóng xung quanh. Của cải trong làng á, ông lấy hết trơn về kinh thành. Lũ làng làm việc cực khổ bao ngày qua, chắc không còn ai có sức chống phá nữa. Ông hãy rút quân đi, để tôi làm già làng dẫn dắt lũ làng trung thành với vua Rum vĩ đại. Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ ta phải đi xem những làng khác để về báo cho vua Prum. Làng này chẳng còn gì để lấy nữa. Làng này là của ngươi rồi đó. Nhưng ngươi nhớ, hàng năm phải cống nạp cho vua Prum vĩ đại của bọn ta đó. Tôi nhớ mà, nhớ mà. Ta về giết gà uống rượu rồi ngủ lấy sức đây. Ngươi ở đây canh chừng lũ lạc của ngươi đi. Dạ. Lũ làng các ngươi, nghe ta nói đây. Từ nay ta sẽ là già làng của các ngươi. Các ngươi phải nghe lệnh của ta. Tất cả hãy trả lời ta. Các ngươi đúng là lì lõm. Ta sẽ có cách trừng trị các ngươi. Lão già này, làm nhanh lên. Lão già yếu rồi, làm được mấy nữa. Cho lão ăn cho tốn cơm tốn gạo. Lão vào rừng đợi ngài về gặp ông bà tổ tiên đi. Ta sẽ làm già làng thay lão. Không được đánh già làng. Không được. Ta không chỉ đánh mà còn có thể lấy mạng lão ta. Đây lại. Các ngươi không được đánh dân làng ta nữa. Đứa nào nói đó, bắt lấy nó cho tao. Mày là ai? Tao là Đâm Tri, người con của làng này. Tướng quân nói nó đã chết với Dực Thẩm rồi mà. Nhưng sao nó lại cao lớn, nước da như sắt như đồng, người lại khỏe hơn gấp bội thế kia? Đâm Tri hả? Nó còn sống sao? Thằng Đâm Ri thành thần rồi. Đúng rồi, bây giờ mới làm được. Tôi biết rồi, giờ lại báo tướng quân thôi. Đúng. Rồi ngoan, tao đã về rồi đây. Mày hãy gom hết gươm giáo của tụi giặc để dân làng làm vũ khí. Hãy gọi những người bạn của mày đến cùng dân làng đánh đuổi quân giặc. Tao chạy về làng trước đây. Ây trời ơi, Đâm Ri còn sống. Đâm Ri còn sống. Phải đó. Đâm Ri sẽ cứu lại của chúng ta. Sao tụi mày lại về đây? Tụi mày phải ở ngoài thác nước canh chừng dân làng cho tao. Thằng Đâm Ri trở về rồi. Tụi bay đi nắng nên bị qua mắt rồi sao? Chính mắt tao thấy thằng Đâm Ri rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Nó chết mất xác dưới đó rồi.
Tướng quân ơi, nó đã trở thành thần, mình đồng gia sắc, gươm giáo của chúng ta không thể làm nó bị thương. Tụi bay đừng có nói láo, có gia thần nào mà chống được gươm giáo của bọn ta chứ. Tôi vẫn còn sống, trở về bắt ông phải chịu tội đây. Mày là thằng Đam Ri sao? Mày thành thần thật rồi sao? Tao không tin là gươm của tao không thể làm mày bị thương. Mày lừa được quân lính của tao, nhưng không lừa được tao đâu. Sao có thể như vậy được? Tụi mày hãy xông lên giết nó cho tao. Xông lên! Không thể nào. Thằng Đâm Đi, lẽ nào nó là con nhà trời? Ta không thể nào địch lại nó. Xin ông hãy cho tôi theo với. Đâm Ri mà nó bắt được tôi là nó giết tôi mất. Mặc kệ ngươi, tránh ra cho ta. Đâm Ri đã đánh lưỡng được quân giặc rồi. Làng chúng ta đã được cứu rồi bà con ơi. Đâm Ri đúng là con của nhà trời rồi. Đâm Ri, con đã cứu cả làng chúng ta. Quân giặc vẫn chưa chịu thua đâu, chúng sẽ chạy về nhờ vua Prum giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đã có vũ khí để chống lại quân giặc. Dân làng hãy cầm gươm giáo lên, đuổi theo diệt hết quân giặc để chúng không quay lại làng nữa. Chúng ta phải chạy về kinh thành, nhờ vua Prum cho thêm chi viện, quay lại làng giết thằng Đâm Ri. Chúng ta phải lấy mạng của nó mới được. Sao mọi người đứng im đó vậy? Hãy cầm gươm giáo lên, cùng tôi đánh đuổi lũ giặc. Dân làng đói khổ bao lâu nay, giờ chẳng ai còn sức cầm gươm đánh giặc nữa. Nếu đuổi theo lũ giặc, lỡ đâu chúng quay lại trả thù cả làng, làm sao mà tha được? Sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, chúng rất là độc ác, hung hãn. Vậy thì chúng ta càng phải đuổi theo diệt giặc, để chúng biết dân làng ta không sợ chúng. Chúng bị đánh tan tác sẽ không dám quay lại lần nữa. Nhưng làng ta có cậu là dũng sĩ đánh giặc rồi, tôi giặc sợ cậu rồi, không có dám quay lại đâu. Dù tôi mình đồng gia sắc, nhưng không thể chống lại bọn chúng mãi được. Tại sao cậu lại trở thành mình đồng gia sắc như vậy? Thưa già làng, tôi đã tắm ở một hồ nước thần kỳ trong rừng sâu, phải đi liên tục 7 ngày 7 đêm mới gặp hồ nước đó. Tôi có mang theo một bầu nước về, nhưng lại làm rơi dọc đường. Hồ nước thần sao? Có nước thần kỳ đến vậy sao? Tôi sẽ dẫn dân làng đến đó, chúng ta cùng tắm nước thần. Nếu bọn giặc quay lại, cả làng ta sẽ cùng nhau đánh giặc. Tôi không dám đâu, cậu là con nhà trời, tắm nước thần mới thành thần mình đồng gia sắc được. Đúng rồi đó. Cậu dám đứng cho quân giặc chém, chứ chúng tôi không dám đâu. Lỡ chúng tôi tắm mà không có mình đồng gia sắc giống như cậu, rồi bị chém chết thì sao? Đúng rồi, rồi làm sao? Bây giờ chúng tôi sức tàn lực kiệt, thật sự không thể đi liên tục 7 ngày 7 đêm như cậu nói được. Đúng rồi đó. Khổ lắm. Đúng vậy Đâm Ri ơi, dân làng đã kiệt sức, không thể đi xa như vậy đâu. Chúng ta sẽ cố giữ số vũ khí này để tự vệ, chờ cậu quay lại. Vậy tôi phải nhanh lên, không bọn giặc về đến kinh thành xin quân chi viện quay lại là dân làng ta gặp quả bất. Mày hãy ở lại bảo vệ dân làng, tao phải đi nhanh cho kịp đây. Thì ra nó đã tắm hồ nước thần nên mới có mình đồng gia sắc như vậy. Tướng quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đúng rồi đó tướng quân ơi, chúng ta đã chạy được khá xa rồi, thằng Đâm Ri chắc không đuổi theo kịp nữa đâu. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức rồi đi tiếp. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng vô vọng. Thằng Đâm Ri đuổi đến nơi rồi. Chạy tiếp thôi. Lũ giặc kia, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đâm Ri mãi miết đuổi theo quân giặc, không hề biết mệt, không hề biết đói. Chàng đuổi theo chúng 7 ngày 7 đêm, băng rừng đạp núi qua tận kinh thành của vua Prum.
mau mở cổng thành cho ta vào gặp vua Brum. Các người hãy đóng cổng thành lại, không được cho bất cứ ai vào thành. Có chuyện gì vậy Thúc Vương? Ngài đang bị truy đuổi sao? Buôn làng bên kia dãy núi nguy hiểm vậy sao? Buôn làng đó có nguy hiểm mấy cũng không thể kéo cả làng sang đây đánh chúng ta được. Không phải cả làng, chỉ có... Các ngươi đừng có nhiều lời, lo canh gác đi. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là Damri, người con của buôn làng Mơ Nông, sống cạnh thác Bức So bên kia dãy núi cao. Ta muốn gặp vua Brum của các ngươi. Mày biết vua Brum là ai không mà đòi gặp mặt? Mày đến xin vua của chúng ta tha cho dân làng chúng mày đúng không? Một mình mày thì làm được gì? Cút về làng của mày đi. Chính ta là người đã đánh đuổi tướng quân và đám quân của ông ta về tận đây. Các ngươi đừng hòng cản đường ta. Chỉ có mình thắng ta mà đánh cho tướng quân chúng ta thảm hại như vậy, còn đuổi về Thượng Trinh Thành nữa. Vua Brum, hãy mở cổng thành cho ta vào gặp ông. Ngươi không được làm loạn nữa đây. Thưa đức vua Brum vĩ đại, ngươi là tướng quân của ta sao? Sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Đám người nào đã hại ngươi ra thế này? Thưa đức vua, chỉ có một tên Damri, người làng Mờ Nông bên dòng thác Bút So thôi. Chỉ có một tên thôi sao? Ngươi là tướng quân giỏi nhất của ta mà lại chịu thua sao? Nó là người trời phái xuống giúp người Mờ Nông đó. Hả? Người trời? Nó bị tôi dồn vào chỗ chết mà không chết, rồi quay lại hiến ngang như một vị thần. Chúng tôi không đánh lại nó, dao gươm đụng vào da thịt nó là gãy vụn hết. Ngươi đừng nói lâu, không ai có thể mạnh hơn ta. Thưa đức vua, thằng Damri đang phá cổng thành vào gặp người. Gươm giáo của chúng tôi đụng vào người nó là gãy vụn. Mang thêm quân lính ra bắt nó cho ta. Trăm quân không bắt được thì ngàn quân. Dạ. Thấy Damri chỉ có một mình, lão Rum Rum độc ác liền xua cả trăm quân lính ra bao vây hòng bắt sống vàng. Ra ngoài bắt sống rồi về cho vua Rum chỉ đại thị tội. Hãy gọi vua của các ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không được mang quân đến cướp phá làng của chúng ta nữa. Đúng là châu chấu đá voi, ngươi chui vào hang cọp rồi. Dù ngươi có mình đồng gia sắt cũng không thể chống lại quân ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu trói rồi phục tùng vua Brum vĩ đại của bọn ta đi. Không bao giờ. Bắt sống nó cho ta. Anh đúng là người nhà trời rồi. Quân mày đâu? Tiếp tục sông lên cho ta. Ngươi cứ mang hết quân lính ra đây cho ta, ta sẽ đánh đến tên lính cuối cùng của lão vua Brum độc ác. Thưa đức vua Brum, đừng thưa gửi dài dòng nữa. Ngươi đã diệt được tên Đâm đi đó chưa? Nó chắc chắn là người trời rồi. Quân của chúng ta ra trăm quân bị diệt cả trăm, ngàn quân bị nó diệt cả ngàn, vũ khí hư hỏng rất nhiều. Các ngươi là đồ vô dụng. Đích thân ta sẽ dẫn quân ra bắt nó. Chuyện này mà để các vua nước khác biết thì ta không còn mang tên vua Brum vĩ đại nữa. Vua Brum vĩ đại của chúng ta đích thân ra trận, lần này thì thằng Damri không thoát được đâu. Tất cả bao dây xung quanh nó cho ta, từ từ siết vòng dây, một con kiến cũng không để lọt ra ngoài. Ông trốn trong cung điện như con chuột trốn trong hang. Ông không được đưa quân sang cướp phá buôn làng của ta nữa. Mày có là thần thánh hay người trời cũng không cản được gió ngựa của quân ta đâu. Hãy đưa ta chịu trói đi. Ta dù bỏ mạng ở đây cũng sẽ cản các ngươi đến cùng. Hãy để dân làng của chúng ta được sống yên bình. Đích thân ta phải ra tay thôi.
Mau bảo vệ đức vua. Hả? Gươm quý của ta. Gamri vẫn dũng cảm đánh nhau với quân giặc suốt mấy ngày liền. Tiếng gươm giáo da nhào vang khắp núi rừng, khắp nơi đều nghe tiếng và biết chuyện chàng Gamri dũng cảm đang chiến đấu với vua Brum và quân lính của ông ta. Trong khi Gamri vẫn dũng cảm chiến đấu thì con voi của chàng đã dần kiệt sức. Nó không đủ sức để đánh trả quân giặc và bảo vệ cho Gamri nữa. Giết chết con voi của thằng Gamri cho ta. Voi ơi, mày sao rồi? Mày đừng chết. Voi ơi, mày đừng bỏ tao. Thả ta ra. Thả ta ra. Rồi chặt nó lại cho ta. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi thật to gan, dám đánh tan tác quân của ta. Giết chết hắn đi. Ta sẽ không giết nó đây. Phải đưa nó về buôn làng của nó. Giết nó trước mặt dân làng của nó để làm gương. Từ nay đừng bao giờ chống đối lại ta nữa. Người đúng là biết nhìn xa trông rộng đó, thưa đức vua Brum vĩ đại. Đây chính là kẻ chống lại vua Brum ta. Hắn sẽ bị trừng phạt. Các ngươi hãy nhìn hắn mà làm gương. Đây chính là chàng trai tới nhờ làng ta giúp đỡ đánh đuổi quân giặc đây mà. Thật là dũng cảm và tội nghiệp biết bao. Con rất dũng cảm. Già không giúp được gì cho con, chỉ biết cho con ăn con uống mà thôi. Cảm ơn già. Già đã cứu đói con 2 lần. Thần linh sẽ bảo vệ già. Ta là vua Brum vĩ đại bên kia dãy núi. Thằng Gamri của buôn làng các ngươi dám xông vào kinh thành của ta làm loạn, ta đã bắt được nó giải về đây. Lũ giặc độc ác, hãy thả ta ra và chiến đấu với ta đi. Mày đã nằm trong tay vua Brum vĩ đại rồi, mày sẽ bị trừng phạt, đừng hòng trốn thoát được nữa. Các ngươi hãy vào rừng đốn thật nhiều cây lớn về đây để ta thiêu hắn. Mình đồng gia sắc đến đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh của lửa dữ đâu. Nhanh lên. Thưa vua Brum vĩ đại, tôi đã hứa là sẽ mãi mãi trung thành với người. Người vẫn còn sống sao? Giỏi lắm. Hãy giúp ta đưa lũ làng vào rừng kiếm củi đi. Phải mang thật nhiều cây lớn về đây. Các người hãy nhìn thằng Gamri. Đừng có ai ngu ngốc chống lại vua Brum của ta nữa. Thật là tội nghiệp Gamri. Cậu ta muốn cứu làng, nhưng mà bây giờ không xong rồi. Mình đồng gia sắc như Gamri còn chịu thua dưới tay lão vua ấy. Nhưng là chúng ta bây giờ biết phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đi nhanh lên, cứ để vua Brum của ta phải chờ đợi. Các người phải ngẩng đầu lên nhìn thằng Gamri bị vua Brum vĩ đại trừng phạt. Lần này thì không ai dám đụng vào ta nữa. Ta chắc chắn sẽ được làm già làng. Ta sẽ cho dân làng các người tận mắt nhìn thấy thằng Gamri cháy thành than dưới tay ta.
Chúng hại chết Đam Ri rồi. Thầy dũng sĩ bảo vệ làng ta sắp chết rồi. Đam Ri chết rồi. Hả? Nó còn sống sao? Chất thêm củi, đốt nó cho ta. Chất thêm củi nhanh lên. Đam Ri còn sống, Đam Ri còn sống. Đam Ri đã phá được xích sắt rồi. Đâu, giết nó cho ta. Đam Ri, hãy đến chỗ thác nước mất so, dân lửa trên người. Dân làng hãy tránh ra, khỏi chừng bị đốt cháy. Chấp, mày làm cái gì vậy? À, thưa đức vua Trương, tôi muốn giúp ngài giết tên Đam Ri kia. Ngươi biết gì mà giúp? Đã tài giỏi như vậy còn không làm được gì hắn. Hé, tôi biết thằng Đam Ri, nó mình đồng da sắt, vì nó đã tắm ở hồ nước thần. Hồ nước thần sao? Ừ, đúng rồi. Chính tay tôi nghe nó nói cho dân làng biết mà. Nhưng mà hình như nó chưa có uống nước thần. Bên trong người nó chắc chắn cũng giống như chúng ta thôi. Thật sao? Vậy thì vẫn còn cách tiêu diệt hắn từ bên trong người của hắn. Đúng rồi, thưa đức vua. Hay, hay lắm. Ngươi cũng được việc rồi. À, chỉ cần người cho tôi làm già làng, bắt tất cả lũ làng phải kính nể tôi, thì việc gì tôi cũng có thể làm giúp người, thưa đức vua Râm vĩ đại. Đường cùng rồi. Người hãy nghe theo lời nó đi. Hãy kêu quân lính làm một cái móc sắt thật nhọn cho ta. Thằng Đam Ri đang đến thác nước để dập lửa, phải nhanh lên mới kịp. Nhân dân đang nấu dập lửa. Dừng cái này. Dừng vậy đã vô rung. Cố gắng làm cứu ta. Các ngươi hãy liều chết sống lên giữ hắn lại cho ta. Móc vào bụng Đam Ri rồi. Trời ơi, Đam Ri không uống nước thần, chắc là Đam Ri sẽ chết mất rồi. Không phải đó. Đam Ri, xin chàng đừng chết. Chàng Đam Ri đã quên uống nước thần, quân giặc đã móc đứt ruột gan của chàng. Chàng đã chết và ngã xuống thác nước Bức So. Tin dữ về cái chết của chàng Đam Ri truyền đi khắp núi rừng Tây Nguyên. Đam Ri chết rồi. Dập tắt ngọn lửa đó cho ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể giết chết trái tim căm thù lũ giặc độc ác các ngươi. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Lũ giặc, các người hãy cốt khỏi buôn làng chúng ta. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy theo tấm gương chiến đấu anh dũng của Đam Ri, chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi quân giặc. Đam Ri, Đam Ri, Đam Ri, Đam Ri, Đam Ri, cút đi lũ giặc, cút đi. Mau, mau về kinh thành, đưa sĩ quân lính diệt sạch làng này cho ta. Cho tôi theo với. Hãy trừng trị tên phản bội kia cho ta. Chúng tôi tới đây giúp anh em đồng bào đánh đuổi quân giặc. Cái chết của chàng Đam Ri anh dũng đã làm cho dân làng khắp nơi thức tỉnh.
họ đoàn kết một lòng đánh đuổi vua Brum và quân lính của hắn đến tận kinh thành. Ngọn lửa từ trái tim bất diệt của Damri đã đốt cháy cung điện của vua Brum. Từ đó quân giặc Brum không còn dám tới cướp phá. Dân làng Mơ Nông quay lại cuộc sống yên bình, no ấm trước đây. Những câu ca về chàng Damri, người con dũng cảm của buôn làng Mơ Nông còn vang vọng mãi khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Rền rỉ giọng thác mứt so, nhỏ to thì thầm thương nhớ. Muôn thuở chàng Damri, kỳ lạ thay trái tim lửa, rực đỏ giữa chốn núi rừng. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai vợ chồng phú hộ ăn ở hiền từ, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng mãi hai vợ chồng vẫn chưa có một đứa con. Điều này làm cho họ vô cùng buồn tủi. Con thành tâm cầu khẩn trời Phật, xin người rủ lòng thương ban cho con có một đứa con. Con xin làm thiện tích đức cho tới cuối đời. Con có sao không? Dạ, con không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận nha con, té như vậy là đau lắm đó. Dạ, con biết rồi ạ. Thì ra là con ở đây là mẹ kiếm nãy giờ. Dạ, chào bà phú hộ. Con bé dễ thương quá. Mấy tuổi rồi? Dạ, cháu nó năm nay lên 3. Chào bà đi con. Dạ, con chào ba. Về thôi bà, cũng trễ rồi. Sao tôi với ông không làm gì xấu mà cả một mụn con cũng không có vậy ông? Sẽ có mà, sẽ có thôi mà. Ở cùng làng với ông bà phú hộ, có một cậu bé đang buồn tuổi vì người mẹ vừa qua đời. Đó là Tân, cậu mới hơn 10 tuổi, đã mồ côi cha mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại đi theo cha mà bỏ con? Cha, mẹ ơi, sao ai cũng bỏ con á? Từ nay, con hãy đến nhà ta học. Ta sẽ dạy cho con biết chữ nghĩa, để con không thua thiệt với bạn bè. Dạ, con cảm ơn thầy. Tối đó, bà phú hộ nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tiền gián trần, tiền gián trần, tiền gián trần. Mọi người nhìn kìa, tiền gián trần. Sáng rực cả một góc trời luôn á. Con của mẹ. Hả? Có chuyện gì vậy bà? Bà gặp ác mộng sao? Là mơ sao? Bạn làm gì vậy? Trả cho tôi. Chà, thằng này học hành cũng chăm chỉ quá. Vậy từ đây về sau, mày làm bài cho tao chép, tao sẽ để cho mày được yên. Trả cho tôi. Trả cho tôi đi. Lúa, con cắt nghĩa cho thầy câu: ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Dạ, thưa thầy. Vậy để thầy cắt nghĩa cho các con nghe. Câu ca dao ấy có nghĩa là: ai trên đời này cũng cần có bạn bè, đoàn kết mới giúp chúng ta có sức mạnh. Bạn bè cùng nhau chia sẻ và làm những điều có ích trong cuộc sống. Là học trò, các con càng phải hiểu rõ điều này. Hôm nay ông đã đặc biệt dặn nhà bếp nấu mấy món bà thích không đó bà. Bà ăn đi bà, mấy bữa nay nhìn bà tiều tụy quá. Bà sao vậy? Bà bị bệnh sao? Tôi cũng không biết sao nữa. Sao hôm qua giờ cứ khó chịu, mất ói. Bình thường bà chủ thích món cá kho lắm mà, sao hôm nay lại nhợn ói? Không lẽ là bà chủ có thai rồi? Chúc mừng bà chủ.
Chúc mừng ông bà, nhà ta đã có tin vui. Hả? Cuối cùng mình cũng được như ý nguyện rồi bà ơi. Cuối cùng chúng ta cũng sắp có con rồi. Con tạ ơn trời Phật. Tạ ơn trời Phật. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cứ tiếp diễn. Tân bị chúng bạn trêu chọc nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách và tin vào những phép màu. Trong khi đó, bà Phú Hộ đã đến ngày sinh nở. Con cầu trời khẩn Phật xin phù hộ cho vợ con, mẹ tròn con vuông. Nữa, 1, 2, 3. Sao mà lâu dữ vậy nè? Bà ơi, cố lên. Quái! Có chuyện gì vậy? Yêu quái gì hả? Con khóc. Ở tập trước, sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng bà Phú Hộ cũng có con. Nhưng khi bà Phú Hộ hạ sinh thì lạ thay lại sinh ra một con cóc, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Bà chủ sinh ra một con cóc. Tại sao lại như vậy? Con của tôi. Mau đem con cóc này bỏ đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy nó. Dạ, nên bỏ đi. Đây là một con cóc, đâu phải con người. Cha mẹ, xin đừng bỏ con mà tội nghiệp. Con là con của cha mẹ mà. Cha mẹ cứ để con lại, sau này cha mẹ già có con đỡ đần việc nhà ạ. Con gái của ta. Con là con gái của ta. Mẹ đừng bỏ con. Con là con gái của mẹ đây mà. Bây giờ mình phải làm sao đây bà? Sao có thể nuôi và gọi một con cóc là con được? Dù sao, nó cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau. Ông nghe giọng nói của con đi, đúng là giọng của một bé gái đáng yêu. Cha, con là con gái của cha mà. Con hứa sẽ không làm phiền lòng cha mẹ. Nếu ý trời đã như vậy thì chúng ta cũng đành phải thuận theo thôi. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha mẹ. Sen à, con Sen đâu rồi? Dạ, ông chủ gọi con. Mày làm cái gì sáng giờ mà để sân nhà bừa bộn vậy? Dạ, ông chủ thông cảm, nhiều việc quá con làm không kịp. Lo mà quét dọn cho đàng hoàng, để khách khứa đến người ta lại lời ra tiếng vào nữa. Dạ, con biết rồi. Cha mẹ có việc ở làng bên cần phải giải quyết, con ở nhà không được quậy phá nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Cha mẹ đi sớm về sớm ạ. Con ở nhà ngoan nha. Cô chủ thấy tôi khổ không? Tôi có 2 cái tay, 2 cái chân mà quá trời việc để làm. Nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, cho heo ăn, rồi giờ còn phải quét sân, nấu cơm, nấu nước. Phận con Sen đúng là khổ quá mà. Vậy chị cứ đi làm việc khác đi, để em quét sân cho. Cô nói giỡn hay nói thiệt vậy cô chủ? Cô chủ quét sân bằng cách nào? Thì chị cứ đi làm việc của mình đi. Lúc quay lại, em đảm bảo là sân nhà sẽ sạch tinh tươm. Chuyện này không đùa được đâu nha cô chủ. Lỡ có gì, ông bà chủ biết sẽ la tôi chết. Em nói thiệt mà. Chị cứ yên tâm đi, đi làm những việc khác đi. Sao mình lo quá. Ông bà chủ về mà sân nhà còn đầy lá, chắc mình ra ngủ chuồng heo luôn quá. Ôi, cô chủ của tôi.
Trời hôm nay nắng gắt quá, tôi đi còn chút mà mệt lá cả người. Tôi còn mệt nữa, huống chi là bà. Phải chi giờ này có một chén nước mát uống thì còn gì bằng. Nước mát tới đây. Ý chà, hôm nay giỏi vậy ta, biết nấu nước mát cho ông bà chủ nữa. Dạ đâu có, cái này là cô chủ dặn con nấu cho ông bà chủ đó. Cô chủ còn nấu mấy món ngon cho ông bà chủ ăn nữa nè. Con nói cái gì? Nấu ăn hả? Dì vội quá, con cũng chưa nấu được nhiều món ngon. Cha mẹ dùng tạm mấy món này nha. Mấy món này đều là con nấu hết hả? Ngon quá bà ơi. Ngon quá. Con gái của chúng ta giỏi quá. Cha mẹ nhờ được con rồi. Con cảm ơn cha mẹ vì đã nuôi dạy con bấy lâu nay. Dù con mang hình hài một con cóc, bị mọi người dị nghị, mà cha mẹ vẫn không bỏ rơi con. Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Hỡi chàng đi học trên đàn, sao chàng lại ngắt lúa vàng nhà em? Ai đó? Kỳ vậy ta? Rõ ràng là mình nghe tiếng phát ra từ bên này mà. Vừa rồi có phải là Cốc nói không? Dạ, là em. Cốc biết nói hả? Dạ đúng rồi. Nhưng anh đừng gọi em là Cốc. Tên em là Thiềm Thư, là con của ông bà Phú Hộ Nghĩa làng bên. Hôm nay ra đây phụ cha mẹ trong ruộng lúa. À, anh có nghe chuyện này. Từ nay anh sẽ không ngắt lúa của em nữa. Nhưng mà mỗi ngày em đều ngồi ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu vậy anh xin phép khi nào rảnh rỗi sẽ qua ngồi nói chuyện cùng em, vì anh rất thích giọng nói của em. Dạ ngồi đây trong ruộng một mình cũng buồn, giờ có bạn cùng trò chuyện thì còn gì bằng. Quyết định vậy nha, giờ anh phải đi học rồi. Hẹn gặp lại nàng. Anh đi học vui vẻ. Kể từ đó Tần và nàng Cốc dần thân thiết với nhau. Nàng Cốc thì có thêm một người bạn, Tần thì có thêm một người đồng hành giúp cậu chăm chỉ học tập hơn. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, có nghĩa là một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Các trò hãy nhớ điều này. Hễ lại giảng dạy chúng ta điều hay lẽ phải thì đều là người đáng để chúng ta kính trọng. Các trò có hiểu không? Dạ, dạ. Đúng con biết rồi ạ. Ông ơi, có chuyện này. Bà làm cái gì mà hớt hải vậy? Tân, sau buổi học con cùng thầy qua nhà ông Phú Hộ Nghĩa có việc. Không lẽ chuyện mình chơi cùng Thiềm Thư làm ông bà Phú Hộ Phật lòng? Ở tập trước, cậu bé Tân và nàng Cốc đã trở thành bạn và dần thân thiết với nhau. Một ngày nọ, Tân được ông Phú Hộ Nghĩa gọi đến để gặp mặt. Điều này làm cậu vô cùng lo lắng vì sợ đã đắc tội với ông. Chào ông bà Phú Hộ, tôi đã dẫn thằng bé đến đây rồi. Ngồi đi, đừng khách sáo. Sao con không ngồi? Dạ, bẩm bà Phú Hộ, thầy con có dạy là phải biết kính trên nhường dưới. Con chỉ là một đứa trẻ, sao dám ngồi ngang vai vế với ông bà Phú Hộ và thầy được. Con xin phép đứng cạnh thầy cho phải đạo. Đúng là con gái ta nhìn người không sai. Đúng là một cậu bé ngoan ngoãn và lễ phép. Hôm nay ta gọi con đến đây là muốn nói với con là từ hôm nay ta sẽ giúp đỡ con học hành đến nơi đến chốn. Con chỉ cần cố gắng học hành, còn mọi chuyện cứ để ta lo. Dạ, con cảm ơn ông bà Phú Hộ. Con không cần phải cảm ơn ta. Là do bản thân con tốt bụng, không chê Thiềm Thừ là một con cóc mà làm bạn với con ta. Chúc mừng anh. Hai đứa ra ngoài chơi để người lớn nói chuyện nha. Em nói giúp anh với cha mẹ đúng không? Là cha mẹ em thấy em hay đi với anh nên hỏi. Nghe em kể về hoàn cảnh của anh nên cha mẹ chủ động muốn giúp đỡ. Cảm ơn em nhiều lắm.
có gì đâu mà ơn với nghĩa. Thôi, mình đi ra ruộng chơi đi anh. Chiều nay anh không có đi học, mình ra động tác mương bắt cá nha. Được đó anh, hay mình đi liền đi. Khờ quá à. Giờ này trưa nắng mà đi tát nước gì. Thằng Tân nó học nhiều quá nên bị khùng rồi bé ơi. Tự dưng người nó không chơi chung mà chơi chung với con cóc. Các người không được xúc phạm Thiềm Thư. Mày làm gì binh nó dữ vậy? Bộ mày mê con cóc đó hả? Tôi mày sao? Ê tụi bay, thằng Tân nó mê con cóc kìa. Các anh làm ơn để yên cho tụi tôi. Các bạn thì biết gì, sau này lớn lên tôi sẽ cưới Thiềm Thư làm vợ. Hả? Thời gian thấm thoát trôi mau, nay Tân đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú 20 tuổi. Chàng muốn làm theo lời hứa năm xưa, quyết nhờ thầy Đồ đi hỏi cưới nàng Cốc về làm vợ. Con nói sao? Con muốn lấy nàng Cốc con Bá Hộ Nghĩa làm vợ. Dạ thầy. Không được, tuy ta biết con và nàng Cốc là bạn bè thanh mai trúc mã đã lâu, nhưng mà cưới một con cốc làm vợ là điều vô lý. Ta không đồng ý. Bẩm thầy, Thiềm Thư có một giọng nói rất hay. Nàng còn rất tâm lý, là người luôn bên cạnh ủng hộ con học hành. Quan trọng là con và nàng ấy rất hợp nhau. Vậy tại sao lại không được? Trong làng này có biết bao nhiêu cô gái ngoan hiền lễ phép, đâu riêng gì nàng Cốc. Hơn nữa nhà người ta giàu có, con lấy họ sẽ có những lời dèm pha dè biểu. Dạ con cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng con sẽ cố gắng ăn học, đỗ đạt trạng nguyên để không phụ lòng nàng. Dù con có nói thế nào, thầy cũng không đồng ý. Thầy không thể để cho học trò cưng của mình lấy một con cóc làm vợ được. Nếu thầy đã nói vậy, con đành tự mình hỏi cưới nàng. Tân! Tân! Không được, tuyệt đối không được. Tại sao vậy cha? Cha cũng biết là chàng Tân rất tốt mà. Nhưng mà con có nhìn thấy con trong gương không Thiềm Thư? Dù giọng nói của con rất hay, nhưng con vẫn là thân phận một con cóc. Nhưng mà con... Con gái à, cha cũng muốn con được như bao cô gái xinh đẹp khác, với giọng nói trong trẻo và gương mặt xinh đẹp để chọn chồng. Nhưng mà chúng ta không thể cải số phận được. Cha mẹ cứ yên tâm, con và chàng thương nhau từ thuở nhỏ, giờ cũng đã lớn nên mới dám nghĩ tới chuyện thành hôn. Chàng dám bỏ qua vẻ bề ngoài mà xin cưới con, tại sao con không dám tự mình đồng ý? Nếu con mình đã quyết thì thuận theo thôi ông. Không được, bà nhìn coi, rồi cả làng sẽ chê cười con của chúng ta. Con gái của chúng ta phải chịu thiên hạ đem ra đàm tiếu một lần nữa. Nếu cha mẹ không đồng ý thì con sẽ ở vậy suốt đời. Cha mẹ không tin vào tình cảm của chúng ta, không tin em có thể làm vợ tốt cho anh, rồi lại sợ thiên hạ chê cười. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Mà đã khuya rồi, nàng nên về nhà để cha mẹ trông mong. Để ta đưa nàng về, ta sẽ thưa chuyện với cha mẹ nàng. Dạ. Thiềm Thư, con đi đâu suốt ngày hôm nay? Có biết là ba mẹ lo lắng không hả? Cậu dụ dỗ con tôi bỏ nhà theo cậu hả? Cha mẹ đừng trách chàng, là do con ngang bướng. Chàng còn khuyên con về nhà, đừng làm cha mẹ buồn. Ba mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, con thì cũng đã lớn, chuyện dựng vợ gả chồng ba mẹ cũng không cấm cản làm gì. Có điều... Dạ, con xin nghe. Có điều, cậu lấy con ta sẽ bị thiên hạ đàm tiếu, lúc đó cậu có chịu được không? Dạ, dù ai có nói gì, con cũng sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ người con yêu. Ở tập trước, cuối cùng nàng Cốc và chàng thư sinh nghèo cũng nên duyên vợ chồng. Vì ghen tức với tài học của Tân ở trên lớp, nên nhóm của Lúa nảy ra trò chơi khăm. Họ chặn đường Tân và đưa ra lời thách đố vô cùng khó nhằn. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải chân. Ủa,
quan phải dây mà đại ca. Các người là muốn gây sự gì nữa đây? Sắp tới là đám giỗ cha của thầy. Tụi tao muốn đề nghị tổ chức cuộc thi nấu ăn giữa các bà vợ trong lớp của mình. Mỗi cô vợ phải nấu một món ăn ngon, độc, lạ để dâng lên thầy, cho thầy chấm điểm. Còn nếu bị thua hay từ bỏ cuộc thi thì phải chịu gánh nước, bổ củi, làm sai vặt trong một tháng. Chàng đang suy tư điều gì mà nãy giờ thở dài hoài vậy? Không có gì đâu. Chàng đừng giấu em, em nhìn là biết chàng có tâm sự rồi. Ta chỉ kể cho nàng nghe biết thôi, chứ ta định từ chối họ rồi. Ngày mai á, nhà thầy có dỗ, họ tổ chức thi nấu ăn giữa các bà vợ. Ra là chuyện này em làm được mà. Mai chàng cứ yên tâm đi học, trưa về sẽ có thức ăn cho chàng mang đi thi. Dạ, con mời cô thầy ăn thử món của vợ con. À, thầy thấy vợ con nấu thế nào? Vị vừa ngon lại lạ, trang trí thì vô cùng tỉ mỉ. Đây là món khéo nhất. Mình nói đúng. Ta xin tuyên bố, người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay là vợ học trò Tân. Thưa thầy cô, cũng sắp vào mùa xuân, con tính tổ chức thi may áo cho thầy mà không cần số đo để tranh tài giữa các người vợ đảm đang, cũng là để thể hiện lòng biết ơn với thầy đã dạy dỗ chúng con. Em may áo có thể không cần số đo, chỉ có điều chàng hãy dẫn em đến gặp thầy. Lúc trước em có gặp thầy rồi, nhưng không biết nay thầy mập ốm ra sao. Chàng lại có chuyện buồn sao? Sao lại ra đây ngồi một mình? Chẳng phải chúng ta đã thắng cuộc thi may áo rồi sao? Thầy rất hài lòng mà. Họ lại diễn cớ mở cuộc thi nhan sắc giữa các bà vợ. Họ bắt nàng thi nhan sắc á là muốn giễu chúng ta. Anh nhất định không tham gia. Anh không muốn. Sao lại không thi? Họ muốn chúng ta thi thì chúng ta cứ thi. Thắng thua đâu quan trọng. Chàng đừng quá lo lắng. Nhưng mà nàng... Chúng ta cứ để mọi chuyện tùy duyên xem sao. Người này không có đẹp thầy ơi. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Đúng là người đẹp nhất làng mình. Đúng là người đó mình. Vợ anh bố đẹp quá trời đất nè. Đẹp quá trời quá đất luôn. Học trò Tân không tới rồi thầy. Chắc là trò Tân không dám mang vợ cóc tới nên bỏ cuộc rồi. Mình kết thúc cuộc thi tại đây thôi thầy. Kết thúc cuộc thi thôi. Người chiến thắng là... Khoan đã. Có chuyện gì vậy? Sao vậy? Dạ thưa thầy, xin lỗi thầy con tới trễ. Con xin phép cho vợ con lên thi ạ. À. Người đâu ra mà đẹp dữ vậy? Đẹp quá. Chắc chắn sẽ có... Vợ cóc của mày đâu? Vợ tôi đó. Xin giới thiệu nàng Thiêm Thư. Thiêm Thư à, ta thật lòng xin lỗi nàng. Bắt nàng phải đi tới cuộc thi này thật là thiệt thòi cho nàng quá. Hay thôi, chúng ta bỏ cuộc đi. Thiếp tự nguyện muốn đi thi mà. Chàng đợi thiếp một chút. Con chào thầy. Con là Thiềm Thự, vợ chàng Tân. Con là ai? Sao con lại mang hình hài cốc suốt từ đó tới giờ vậy? Dạ thưa thầy, con vốn là tiên bị giáng tội nên quá cốc. Thời gian bị đầy sắp hết, nhưng nay
vì cảm động với tấm lòng lương thiện và tình yêu của chàng Tân, nên con quyết định đáp lại tình chàng và ở lại trần gian mãi mãi. Ta tuyên bố trao giải nhất cho nàng Thiềm Thư, vì vừa đẹp người vừa đẹp nết, có ai phản đối gì không? Tụi con khâm phục khẩu phục. Ta biết cách rồi, cố ý làm Tân bị bẻ mặt. Sau này đừng vì sự hẹp hòi của bản thân mà làm tổn thương đến khiếm khuyết của người khác. May mắn thay, trong sự việc này, tấm lòng chân thành của trò Tân đã giúp Tân có được vợ hiền. Hãy nhớ rằng, vẻ đẹp bên ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, còn tấm lòng chân thành mới có thể trường cửu và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Dạ, dạ tụi con ghi nhớ lời thầy ạ. Đại Nguyên về lại, Đại Nguyên về lại. Vợ ơi, ta về rồi đấy. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng son nhà nghèo, sinh nhai bằng nghề làm thuê làm mướn. Tuy nghèo nhưng họ rất yêu thương nhau. Thường buổi tối sau khi đi làm về, hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những chuyện xa gần mới nghe được. Ban ngày lúc cày cấy cũng cùng hát cho nhau nghe những câu hát tình duyên. Nàng mệt không? Nàng nghỉ một chút đi, để ta làm cho. Thiếp không mệt, chàng có mệt không? Chúng ta cố gắng giặt cho xong rồi gánh về giao cho ông cả, chàng à. Chàng kể chuyện cho thiếp nghe đi. Được rồi, nàng muốn gì ta cũng chiều nàng hết. Chỉ ngại ta kể không có duyên, toàn kể chuyện buồn làm nàng buồn theo. Không sao, miễn được nghe giọng chàng thủ thỉ bên tai là thiếp hạnh phúc lắm. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ luôn ở bên nhau cho dù gian khổ hay đói nghèo. Cũng có lúc cãi nhau vì chuyện này chuyện nọ, nhưng cho dù cãi nhau, họ vẫn ở bên nhau không rời. Trời, chàng như đang kể chuyện của chúng ta. Thị Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đau ở đâu chăng? Trọng cao chàng ơi, người xưa nói bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Chúng ta không còn cha mẹ để phụng dưỡng, nhưng cái tội lớn nhất là không có con để nối dõi. Thiếp thật có lỗi với chàng. Nàng sao lại nói như vậy chứ? Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà, cớ sao nàng lại tự trách mình? Thôi, đừng nghĩ đến nữa. Sau này trời thương sẽ ban cho chúng ta có một đàn con thôi. Thế rồi xuân qua hè đến, thu đi đông trở lại, vợ chồng Trọng Cao vẫn hạnh phúc bên nhau. Thấm thoát một năm đã trôi qua. Ông trời ơi, ngài làm cho hạn hán mất mùa, chúng con chẳng còn gạo thóc để ăn, thì làm sao mà sống cho được đây? Chị ăn đi cho đỡ đói, tôi chỉ còn có một củ khoai thôi. Ta đến xin làm thuê ở nhà lão cả, ông ta không chịu, còn nàng thì sao? Thiếp cũng đến nhà bà Hai Mộc mượn mấy quan tiền rồi hẹn làm thuê trừ nợ, mà bà ấy cũng không chịu chàng à. Hay là vợ chồng mình đi mót khoai xem có còn sót lại không? Hay là ngày mai ta lên rừng đào củ mài ăn nhé. Chàng tính sao, thiếp cũng xin nghe. Xin ông, xin ông, ông cho tôi một chén gạo. Ông làm ơn, thuê cho ông cũng được mà. Ông làm ơn đi, thuê trả nợ cho ông. Xin ông mà. Chuyện tôi cũng làm hết. Từ sáng đến giờ không kiếm được việc làm, đi đâu người ta cũng từ chối, làm sao có miếng cơm cho chồng ta ăn đây? Nàng ơi, Thị Nhi ơi, xem ta đem về cái gì nè. Thị Nhi, nàng sao vậy? Thiếp không sao đâu, chỉ là hơi choáng váng một chút thôi. Mà chàng đem cái gì về vậy? Nàng biết không,
Ta định đào củ mài, nhưng không ngờ gặp cây năng bột, ta liền chặt ngay. Ăn nó rất tốt cho sức khỏe. Nàng đang đói nên cứ nằm nghỉ, để ta đi làm những cái bánh cho nàng ăn nhé. Ta mò nãy giờ chẳng thấy con ốc con cua nào cả. Chắc dân làng cũng đã bắt hết rồi nàng ơi. Thiếp bắt được mấy con còng, đem bán có thể đổi được nắm gạo. Lâu rồi chàng không được miếng cơm nào. Ta nghĩ chẳng có ai đổi đâu. Sao chàng nói vậy? Vì ai cũng đói kém như chúng ta, thì làm gì có gạo mà đổi. Chỉ còn những lão nhà giàu lo đóng cửa kín mít, sợ người dân tới dây tiền dây gạo thôi. Sao chàng không ăn đi? Ta phải đi một nơi khác kiếm ăn, không thể ở nhà rồi cùng nhau chết được. Chàng đi đâu thiếp cũng đi theo, đói no cho thiếp theo cùng. Ta cũng tính rồi, muốn nàng đi cùng lắm, nhưng mà phải biết nơi để đi rồi an toàn trở về thì nàng mới theo. Đằng này lại đi kiếm sống, lại chưa biết đến nơi nào. Vợ chồng ta chưa từng xa lìa nhau, thiếp ở lại một mình sẽ nhớ chàng lắm. Nàng hãy mạnh mẽ lên và ở lại. Nàng đi theo ta thì hương khói cha mẹ, ông bà tổ tiên hai bên liệu như thế nào? Chốn quê đất tổ, nàng cứ ở lại đợi ta. Ta nhất định sẽ mang tiền bạc hay thức ăn về cho nàng. Thiếp biết ông bà dạy, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thiếp ở lại thì an toàn, nhưng chỉ buồn mà không đặng. Nàng đi theo ta lành ít dữ nhiều, chi bằng nàng chịu khó ở nhà đợi ta, canh rau qua ngày, ta hứa nhất định sẽ trở về. Ta sẽ về nhanh nhất có thể, còn nếu khó nhất, hãy chờ nhau trong 3 năm. Nếu 3 năm không thấy ta trở về, nàng hãy tự biết lo cho thân mình, vì có thể là ta đã bỏ xác nơi quê người. Nàng đừng ở vậy mà phải đi lấy chồng khác. Trọng Cao đi đã hơn 1 tháng rồi. Mình ở nhà mái cũng không phải là cách. Phải đi kiếm cái ăn thôi. Trong làng không còn công việc nữa, mình đi qua làng bên xem sao. Nè cô ơi, cô làm sao vậy? Cô ơi. Ông là ai? Tôi là Phạm Lan, người làng Hạ. Cô cố gắng ngồi dậy đi, chứ nơi đây đường vắng vẻ, nguy hiểm lắm. Ông ở làng Hạ sao? Vậy có biết bên đó có ai cần người làm không? Thấy cô cũng hiền lành, ta có công việc như vậy, cô liệu xem có làm được hay không? Ta có người vợ đang bị bệnh, cô có thể chăm sóc cho vợ ta được không? Ta lo cho cô cơm canh ngày 2 buổi. Thưa ông, tôi vẫn đi làm cho nhà ông, nhưng thỉnh thoảng tôi phải về nhà để hương khói cho cha mẹ hai bên và đợi chồng tôi về. Như vậy có được không? Được, miễn là cô phải hoàn thành các công việc chăm sóc người bệnh cho gia đình ta. Thật tốt quá, tôi xin cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ thật chăm chỉ. Từ khi ra đi, Trọng Cao rong ruổi trên các con đường, đi đến đâu gặp người nào chàng cũng hỏi đến việc làm, nhưng lại nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Mình nghĩ rằng ra đi để kiếm miếng cơm hoặc một ít tiền đem về cho vợ, nhưng chẳng ngờ lại không kiếm được cơm, mà tiền thì cũng không. Lẽ nào ta phải bỏ xác lại nơi đây hay sao? Ê, sao dám giật bắp của ta? Đồ mày đáng ghét. Vì hạn hán nên người dân không có cái ăn cái mặc, chứ nào phải ai cũng hèn hạ như vậy. Mà cô ta dám nói ông ấy là ăn mày chứ. Ông gì đó ơi, trả lại cho cô ta đi. Ta bỏ luôn cho ông ta ăn, ngươi đòi lại làm chi? Anh cũng khí phách quá đấy chứ. Định đòi lại mấy trái bắp cho ta. Anh là ai? Sao đến ngồi trước nhà của ta?
đây là nhà của cô sao? Chứ không lẽ nhà của ai? Nhưng câu ta hỏi, ngươi chưa trả lời. Nhìn ngươi rất lạ, từ đâu đến đây? Ta tên Trọng Cao, từ nơi xa đến đây kiếm việc làm. Cha ta hôm nay đi chơi rồi, nhưng ta quyết định nhận ngươi vào làm việc trong nhà. Thuốc đâu? Tại sao lâu quá vậy? Dạ thưa bà, có thuốc đây. Có thuốc đây. Ngươi muốn cho ta chết hả? Thưa bà, vì hôm qua mưa, củi bị ướt nên đun thuốc hơi chậm mà. Xin bà thứ lỗi. Thôi, ngươi đừng biện minh. Ta nghĩ ngươi chắc là lo nói chuyện với đám trai làng thì có đó. Cô xuống lo nấu ăn đi, để ta cho nàng ấy uống thuốc. Ta biết là nàng bệnh thì khó ở trong người nên cáu gắt, nhưng ta thấy cô này cử chỉ đoan trang, tính tình lại hiền hậu nên đem về chăm sóc cho nàng. Chứ không phải là phường mèo mà há gà đồng mà nàng lại nói như vậy. Thật không phải chút nào cả. Vậy chàng muốn thiếp phải xin lỗi cô ta à? Hay là chàng đau lòng khi thiếp gây nghiệt với cô ta? Tại sao nàng lại nói như vậy? Con người thì phải sống chan hòa. Mình nhờ phước đức ông bà nên có của ăn của để. Người ta nghèo khó giúp đỡ công việc thì mình càng phải trân trọng biết ơn họ chứ. Biết ơn cô ta à? Để rồi thời gian sau cô ta trở thành bà chủ căn nhà này luôn đó. Cô ta có chồng rồi kia mà. Xin cô thông cảm cho vợ của ta. Nàng có bệnh trong người nên nói năng có phần không phải. Xin ông yên tâm, tôi biết bà bệnh đau đớn trong người, vì vậy mới khó chịu nên tôi rất hiểu. Được vậy thì tốt. Cô nấu những món ngon cho nàng tẩm bổ thì sẽ mau khỏe lại. Cô đừng lo ngại chuyện tiền bạc nhé. Ta kiếm được người làm việc siêng năng là tốt rồi. Chỉ cho anh ta một ít cơm thừa mà anh ta cũng mừng lắm. Cố gắng làm việc cho xong thì mới được ăn cơm nha. Dạ, thưa cô, tôi làm xong thì mới được ăn mà. Trời đất ơi, con ăn cơm chưa? Thưa cha, con ăn cơm rồi. Con ăn cơm rồi hả? Con ăn rồi sao mà để người khác nhịn đói, còn bắt làm việc, thật là quá đáng. Ta thật buồn lòng vì con. Này chàng trai, nghỉ tay mà ăn cơm đi, hãy để việc đó ngày mai mà làm. Ôi, không ngờ ông bá hộ này lại tốt và có lòng thương người. Đúng là cây ngọt lại sinh trái đắng. Chàng trai này từ đâu đến? Con nhận vào làm khi nào? Con không biết anh ta từ đâu đến. Con nhận vào nhà làm việc 3 ngày nay rồi. Con phải nên hiểu, làm phước thì được phước. Gia đình ta giàu có cũng nhờ phước đức của ông bà để lại. Ta sống bằng tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người lúc hoạn nạn, ắt sẽ được phước báo. Tại sao con không ghi nhớ lời cha? Dạ, dạ, con xin, xin ghi nhớ lời cha dạy. Cô rót cho tôi miếng nước. Dạ, tôi đỡ bà dậy uống nước nha. Cô ngồi ghế đi, rồi kể cho tôi nghe hoàn cảnh của cô. Vì sao cô lại đến đây làm việc? Tôi ở làng bên, năm nay mất mùa do hạn hán. Vợ chồng tôi và người dân suốt mấy tháng chỉ ăn rau củ mà không có hạt gạo nào. Chồng tôi đành phải ra đi để tìm cái ăn, còn tôi thì lưu lạc tới nơi đây. Hả? Chồng cô đành bỏ vợ mà đi hay sao? Chúng tôi không muốn như vậy, nhưng đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Chàng hẹn 3 năm sau sẽ về. Xin cô tha lỗi cho những lời nói không phải của tôi. Này Trọng Cao, cháu mau lại đây ta hỏi chuyện coi. Dạ. Vì sao cháu đến đây làm việc? Có vợ con gì chưa? Dạ thưa ông, làng cháu mất mùa, cả làng đều đói kém, không còn đường xoay sở, nên cháu buộc phải đi xa kiếm sống. Cháu đã có vợ, chúng cháu chưa có con à.
Cháu sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, hẹn 3 năm sau sẽ quay về với nàng ấy. Ta hiểu rồi. Cháu ở đây chịu khó làm việc chăm chỉ trong 3 năm, ngoài cơm ăn áo mặc, ta còn trả công cho cháu khi quay về. Cháu nghĩ thế nào? Tôi thấy y phục của cô cũ lắm rồi. Hãy lấy y phục của tôi mà mặc. Không thưa bà, y phục dơ thì giặt, rách thì giá lại, chứ tôi không thể. Cô đừng ngại, y phục của tôi không mặc, lại không cho người khó khăn, thì bớt có tội với trời. Tôi còn muốn sau này cô chăm sóc cho chồng tôi. Nếu tôi qua đời. Không, tôi đã có chồng rồi thưa bà. 3 năm. Phải, 3 năm chàng ấy sẽ trở về. Xin bà hãy nghỉ ngơi sớm mà. Anh thấy tôi giả giọng chó sói giống không? Tôi có thể giả giọng tiếng kêu của bất cứ con thú nào, kể cả hổ luôn đó. Nhưng anh là ai? Thì tôi cũng ở đợi giống anh thôi. Nhưng tôi ở đây 15 năm rồi. Cha mẹ mất hết, ông bá hộ thương tình đem về nuôi. Sau này ông hứa sẽ cưới vợ cho tôi luôn đó. Vậy thì tốt quá, anh cố gắng nha. Tôi cũng cảm thấy ông bá hộ ở đây rất tốt. Ông ấy quá tốt luôn đó chứ. Không cho cô Thị Minh hiếp đáp ai đâu, còn giúp người nghèo nguyên cả làng này đó. Mì dám nói lén ta hả? Muốn chết không? Anh thấy không, cô chủ luôn bắt nạt chúng ta. Tôi đi mét ông. Thôi, dạ ăn cơm đi. Tôi chỉ giỡn với anh thôi, có gì mà phải mét chứ. Thế là 3 năm cũng qua nhanh, người dân đã bớt nhắc đến trận đói khốc liệt vừa qua. Thị Nhi ngày ngày hồi hộp chờ đợi Trọng Cao trở về. Thì qua, vợ của Phạm Lan đã mất. Cây bưởi trước sân nhà Phạm Lan đã trổ qua lần thứ 3. Thị Nhi tức tốc trở về nhà. Công của con làm việc trong 3 năm, nay ta giao tiền để đem về cho vợ. Nhưng trời sắp tối rồi, đường xa phải qua một cánh rừng. Ta nghĩ con nên lưu lại đây một đêm, sáng mai hãy khởi hành. Dạ, cháu cảm ơn ông đã nhắc nhở, nhưng cháu tin rằng cháu sẽ về đến quê nhà bình an. Dạ, thưa ông cháu đi. Con mau đi theo Trọng Cao, hễ thấy nó đến nhà bình an thì con trở về nha. Có tiền không? Đưa đây thì ta tha chết cho. Các ông là ai? Là cướp, hiểu chưa? Đưa tiền lại đây. Ông ơi, anh ấy bị cướp rồi. Con phải giả tiếng hổ để cứu anh ấy khỏi tay bọn cướp. Nhưng anh ấy đã bị ngã rất nặng. Dân, con mau chạy đi kêu thầy Lăng đến đây. Đến hẹn 3 năm, Thị Nhi ở nhà chờ chồng nhiều hơn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Trọng Cao trở về. Thị Nhi đành quay lại nhà của Phạm Lan tiếp tục làm người hầu. Thị Nhi à, nàng đừng làm công việc này nữa, nàng hãy nghỉ tay đi. Ta có chuyện này muốn thưa cùng với nàng. 2 năm qua, trước khi vợ của ta mất, Thị Hoa có nhắn nhủ ta nên tìm một người vợ khác để quán xuyến nhà cửa. Ta thấy nàng hiền lành nên ta cũng rất quý mến. Bây giờ ta mạnh dạn bày tỏ tình cảm là muốn nối duyên cùng với nàng đến 100 năm. Nàng nghĩ sao? Thưa ông, tôi cần phải chờ đợi chồng tôi quay về. Chàng ấy hẹn tôi sẽ đi trong 3 năm. Đến nay cũng đã 3 năm. Chờ thì cũng đã chờ rồi, nhưng mà người ấy bây giờ ở đâu?
Thị Nhi à, nàng hãy dằn bớt cơn bi lụy đau thương. Ta thật đau lòng khi thấy nàng buồn khổ. Một là chồng nàng đã chết, hai là còn sống nhưng đã lập gia đình khác ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng đã khổ nhiều rồi, hãy cùng với ta lập một gia đình mới. Tài sản của ta đủ đảm bảo cho nàng sống sung sướng trọn đời. Trọng Cao hẹn tôi trong 3 năm sẽ về, nhưng chẳng hiểu sao chàng lại không giữ lời hứa. Hay đúng như ông nói là chàng ấy đã gặp chuyện không hay rồi. Nếu đúng là như vậy, xin ông cho tôi trở về quê nhà để tang chồng trong 3 năm cho trọn đạo, rồi sau đó tôi sẽ trở lại đền đáp ơn cứu mang của ông. Được rồi, ta sẽ chờ đợi nàng trong 3 năm nữa. Con không nghe tin tức gì của Trọng Cao sao? Dạ không ạ. À, chàng đi mà không gửi tin gì về cho con cả thím hai à. Hay là nó có vợ khác rồi? Con chắc chắn là không. Con chắc chắn như vậy hay sao? Nếu không phải vậy thì không lẽ nó đã vì trận đói năm đó rồi? Con cầu xin trời Phật phù hộ cho chồng con là Trọng Cao tai qua nạn khỏi. Nếu chàng không hề gì thì trong 3 năm nay phải quay về. Nhưng người phụ nữ có thì đợi đã hơn 3 năm rồi không thấy, có ai thương mình thì cũng phải nghĩ đến họ một chút. Dạ không, con đã quyết đợi anh ấy rồi. Con sẽ đợi chồng con thêm 3 năm nữa. Đây là đâu? Mọi người là ai? Hả? Cháu không nhận ra ai sao? Cháu có nhớ ra ta không? Ông là ai? Thôi về đi con, trời sắp tối rồi. Nếu Trọng Cao về thì cậu ấy cũng sẽ biết đường về nhà mà, cớ sao phải ngày ngày ngồi tại đây chứ? Lỡ chàng mất trí không biết đường về nhà thì sao? Con đợi để đưa chàng ấy về. Ba năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh, không tin tức cũng chẳng có một lời đồn nào về Trọng Cao. Hàng ngày những buổi chiều tà, Thị Nhi lại ra gốc đa đăm đăm nhìn bóng người qua lại trên con đường. Và rồi nàng khóc cạn cả nước mắt khi Phạm Lan tìm đến. Đã thêm 3 năm trôi qua mà chàng ấy không một tin tức gì, thì cả nàng và ta cũng đều hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Nàng hãy về cùng với ta, hoặc nếu nàng vẫn muốn chờ đợi thì ta cũng không ép nàng. Được rồi Phạm Lan, tôi tin chắc rằng Trọng Cao không còn nữa. Tôi sẽ theo chàng để cảm ơn ân tình của chàng bao lâu nay. Chàng làm xong chưa? Sao lâu quá vậy? Được rồi, nàng chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. Chờ ta nối thêm dây diều để bay thật cao cho nàng ngắm mà. Chàng có sao không? Sao cô chủ lại đụng chạm vào người tôi? Nam và nữ không được phép như vậy đâu. Ta nhớ là mình đã từ giả ông bá hộ để trở về quê nhà rồi. Nhưng sao bây giờ ta lại ở đây? Thị Nhi đâu? Nàng đâu rồi? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Không. Trọng Cao, là cậu còn sống sao? Thị Nhi chờ cậu đã suốt 6 năm rồi, tưởng cậu đã chết nên cô ấy mới lập bàn thờ. Bây giờ cô ấy đang ở nhà của Phạm Lan làng bên. Vậy là hết. Tại mạng số của ta và nàng không còn nợ gì nhau. Ta đã đi quá lâu, hơn 6 năm trời.
Ta không thể trách nàng được. Trọng Cao, Trọng Cao, là chàng thật đúng không? Thời gian qua chàng đã ở đâu hả chàng? Tại sao, tại sao bây giờ chàng mới về? Chàng làm thiếp mỏi mòn chờ đợi, chàng có biết không? Không phải là ta không muốn về. Trong 3 năm làm việc trong nhà ông Bá Hộ Thông, không lúc nào ta nguôi được lòng nhớ thương nàng. Chàng có biết thiếp vợ chàng trong 6 năm qua không? Ta biết. Ta về lại nhà cũ, thấy bác Hương liền hỏi hàng xóm. Họ đã kể cho ta nghe về tình cảnh giọng phu của nàng. Ta đi vắng lâu quá, hoàn toàn là lỗi ở ta. Nàng xử sự rất đúng. Ta chỉ cần gặp lại nàng một chút, vậy là đủ. Thôi thì nàng hãy về đi, xem như chúng ta hết nợ duyên rồi. Nàng hãy hạnh phúc bên gia đình mới nha. Trọng Cao, chàng ơi, chàng đi đằng đẵng 3 năm trời, rồi 3 năm thiếp để tang chàng vì nghĩ chàng đã mất. Giờ đây thiếp chỉ ước mong sao được một lần ngồi ăn cơm cùng chàng cho bỏ nhớ nhung. Ta cũng nhớ bữa cơm của vợ chồng mình lắm. Dù bữa cơm đơn sơ nhưng thấm tình chồng vợ. Nhưng giờ nàng đã có gia đình khác, ta cùng nàng ngồi ăn với nhau thật không phải đạo, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của nàng. Phạm Lan, chồng thiếp đã đi ra ngoài có việc, chàng ấy sẽ không quay về ngay đâu. Thiếp xin chàng hãy cùng thiếp ăn một bữa cơm đạm bạc để trọn nghĩa vợ chồng khi xưa. Câu được con cá to, ta sẽ nướng chua cho thị nhi ăn tẩm bổ, chứ nàng ấy gầy ốm quá. Như vậy là đủ rồi. Ta sẽ rời khỏi đây trong đêm nay, mong cho nàng hạnh phúc. Thị nhi nàng ơi, ta câu được con cá lóc to nè, ta làm bữa tối cho nàng ăn nha. Phạm Lan về, chàng ấy không biết chàng còn sống trở về, làm sao bây giờ? Ta sợ anh ấy hiểu lầm nàng nên không thể ra mặt để anh ấy bắt gặp ta được. Ta phải đi ngay bây giờ. Thiếp xin lỗi chàng. Chàng tạm nấp ở đây, chàng đợi Phạm Lan vào nhà thì đi nha. Nàng không cần xin lỗi ta đâu, ta hiểu hoàn cảnh bây giờ. Để ta nấp vào ụ rơm này một chút rồi ta lên đường ngay. Thị nhi ơi, nàng đâu rồi? Xem ta có gì cho nàng nè. Nàng xem, nàng muốn ăn cháo hay là nướng chui? Ta sẽ tự tay làm món ăn cho nàng. Chàng làm gì cũng được mà. Trời, trời, trời. Là nướng cá được bắt sang ủ rơm. Cha mẹ cho các ngươi hình hài như thế này, lẽ ra các ngươi phải trân quý, lấy sức khỏe và sự sống của mình để giúp đời. Dương thọ chưa hết, tại sao lại tự hủy mình chết thảm như vậy? Thưa Ngọc Hoàng, tội này là do con tất cả. Chỉ vì quá đói nghèo trong nạn hạn hán mất mùa vào 6 năm trước nên con phải ra đi. Dạ thưa, lỗi này là do chính con gây ra tất cả. Con không trọn nghĩa vợ chồng 100 năm mà đi tái hôn với Phạm Lan nên mới xảy ra cớ sự. Xin Ngọc Hoàng định tội này cho con.
Trọng Cao và Thị Nhi vì hoàn cảnh khốn khó nên mới xa rời nhau. Con nghĩ Trọng Cao đã mất cho nên mới không về, nên con cưới Thị Nhi để nàng hưởng hạnh phúc. Thị Nhi là người phụ nữ tiết hạnh, không phải là người chẳng giữ phụ đạo đâu. Vậy hiện giờ tình cảm Trọng Cao, Phạm Lan đối với Thị Nhi thế nào? Xin thưa, con luôn yêu thương Thị Nhi, lại không muốn xa lìa nàng. Con có tình cảm rất sâu sắc, lẫn cả kính phục đối với Thị Nhi. Thị Nhi, nói cho ta biết tình cảm của ngươi đối với Trọng Cao và Phạm Lan. Thưa Ngọc Hoàng, cái tình của con đối với Trọng Cao là tình vợ chồng bền chặt lâu năm. Đối với Phạm Lan, con không quên được cái ơn nghĩa mà chàng đã cưu mang lúc con nghèo đói. Trên dương thế, những người như các ngươi cũng thật hiếm có. Ba người các ngươi có muốn sống gần gũi nhau mãi mãi không? Dạ, chúng con muốn. Vậy ta phong cho các ngươi làm táo quân, canh giữ bếp lò của mỗi gia đình trên dương thế, vững như kiền ba chân. Các ngươi hãy luôn để ngọn lửa đốt nóng tình yêu của các ngươi mãi mãi. Kể từ đó, ba thần chăm sóc nhà cửa của mọi người trên dương thế, ghi chép vào sổ sách công và tội của từng nhà. Vào ngày 23 tháng chạp cuối năm, ba ông Táo sẽ về trời, dâng sớ tâu lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngày xưa, khi đất nước còn chìm trong loạn lạc, bọn giặc mạnh lên xâm chiếm bờ cõi và nay đã đánh đến kinh thành. Nhà vua và hoàng tử buộc phải chạy trốn. Bệ hạ, tâu bệ hạ, không hay rồi, bọn giặc đã đánh đến cổng thành. Bọn chúng đã đến rồi sao? Con trai ta đâu? Phụ hoàng, con đây, hãy để con giết lũ xâm lăng. Bây giờ không phải lúc, thế giặc đang rất mạnh, con còn nhỏ quá. Quan đại thần, khanh mau dẫn hoàng tử chạy đi, ta sợ lại cầm chân bọn chúng. Hãy bảo vệ hoàng tử lấy lại cơ nghiệp nước nhà. Không, phụ hoàng ơi. Bệ hạ, xin hãy dắt hoàng tử chạy đi. Thần đã sắp xếp quân hộ vệ ở ngoài rồi. Xin cho thần mượn ao của bệ hạ để đánh lạc hướng bọn giặc. Quan đại thần, khanh không thể hy sinh như vậy được. Bệ hạ, thần chỉ là bề tôi hèn mọn, không có thần thì vẫn còn những người khác. Còn bệ hạ cửu ngũ chí tôn, không thể thay thế. Người còn thì giang sơn mới còn. Xin người hãy đi mau kẻo muộn mất. Khanh, trong cơn nguy cấp, xin đắc tội với bệ hạ. Người đâu? Dạ. Các người hãy bảo vệ bệ hạ và hoàng tử. Xin người bảo trọng. Bắt hết bọn chúng cho ta. Hãy mau, đường này. Nhà vua kia, đuổi theo hắn, bắt sống hắn cho ta. Đuổi theo ta đi. Bọn mi có đuổi theo ta thì nhà vua và hoàng tử mới chạy thoát được. Quân phủ đâu? Bắn con ngựa cho ta. Bắn hắn cho ta, không được để hắn thoát. Nhà vua kia, mi đừng hòng thoát. Ngươi bị lừa rồi. Ta chỉ là một tên quan hoàng, còn nhà vua đã đi xa khỏi kinh thành từ lâu. Cái gì? Bắn! Các ngươi đừng hòng bắt được ta. Đêm đen thế này á, làm sao biết lão chết hay chưa? Vách đá cao vậy nữa, lại thêm lão già đã già lũ phụ, kiểu gì cũng chết. Vậy ta sẽ nói là lão chết rồi nha. Ông quả là một trung thần hiếm có. Long quân sẽ phong cho ông làm quan dưới thủy tề. Nhưng trước hết, ông hãy trở lại trần gian, giúp Long quân một việc.
ta, ta đang ở đâu? Ta chết rồi sao? Vết thương cũng khỏi rồi, hình như có người cứu ta. Còn nhắc đến Long Quân cần ta làm gì đó, bộ quần áo này. Lật gì vậy nhỉ? Kìa, đại nhân, đó là trứng của gia đình Long Quân, xin hãy cẩn thận. Ngài là? Ta là thần Kim Quy, trời đất ghi nhận tấm lòng trung hiếu của ngài với đất nước. Long Quân muốn nhờ ngài một việc. Xin thần Kim Quy chỉ dạy. Long Quân đã chọn ngài và muốn ngài bảo vệ quả trứng này. Đứa con mới sinh của gia đình Long Quân, hãy chăm sóc và dạy dỗ cho con của Long Quân, rồi ngài sẽ được đền đáp xứng đáng. Tạ ơn thần Kim Quy cứu mạng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì thần yêu cầu, nhưng tôi chỉ là kẻ tài hèn sức mọn, sao có thể nuôi dạy được con của Long Quân? Người đừng quá lo lắng, chiếc móng rùa của ta sẽ giúp người những lúc nguy cấp. Hoàng Nhi, con hãy chạy đường này nóc đi, cha sẽ nhử bọn chúng chạy đường kia. Xin phụ hoàng cho con nhử bọn chúng, phụ hoàng chạy đi. Không được, con là người kế vị, con phải được an toàn. Còn ta sẽ tìm đến Trần tướng quân để yêu cầu chi viện, giúp sức. Phụ hoàng, lỡ như người không chạy thoát được. Nước mất vào tay giặc, ta là vua, phải biết mạnh mẽ để đối đầu với hoàn cảnh này. Nếu ta mất gì nữa, thì cũng là một sự hy sinh của một người đứng đầu quốc gia. Và con, hãy nhớ rằng, con là hy vọng duy nhất của đất nước này. Con phải rèn luyện và trở thành một vị vua xứng đáng. Giờ con mau chạy đi, nhanh lên. Ồ, quả trứng đẹp quá, nhưng trông mỏng manh như vậy, lỡ như không cẩn thận thì... Cứu tôi, cứu giai! Xin cứu tôi giai! Trời, hoàng tử đây mà! Hoàng tử, người có sao không? Hoàng đại thần, là ông thật sao? Tướng quân, nhà vua chạy hướng kia ạ. Tên vua dường như đang chạy chậm lại để nhử chúng ta hay sao? Ta thấy ở đây có dấu chân ngựa, có vẻ đã dừng một lúc, có thể là kế Dương Đồng kích tây. Hoàng tử là người thật rồi. Mừng quá, may mà gặp người. Làm sao đây, bọn giặc đang truy sát chúng ta. Ta nhớ rồi, móng rùa, thần Kim Quy, một toán người ngựa đang đến, hãy giúp ta. Mau nằm xuống. Chạy mau, trời ơi, khổ kìa. Hoàng tử, là thần đây mà, đừng sợ. Kìa, hóa ra quan đại thần có phép sao? Không phải vậy đâu hoàng tử, nhờ móng của thần Kim Quy này đây.
cấp báo tướng quân. Chúng thuộc hạ đã trở về. Có tìm được gì không? Bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ đuổi theo đến gần bờ biển thì gặp một con hổ to ngán đường nên không thể đi tiếp được. Cái gì? Dạ bẩm, bọn thuộc hạ nghĩ con hổ vừa to và dữ như thế thì ai cũng phải bỏ mạng trước nó thôi. Ta không tin, ở bờ biển làm sao có hổ? Dạ bẩm, lỡ nó đi lạc đến đây thì sao ạ? Dấu chân ngựa ở ngã ba đường cho thấy con ngựa đã ở đó rất lâu, rất có thể có người chạy vào đường đó trốn. Các người quay lại chỗ đó xem xét kỹ càng hơn cho ta, chắc chắn phải dò la được gì đó. Bẩm tướng quân, còn con hổ? Thì ra là Long Quân cứu ngài để nhờ ngài nuôi dạy quả trứng này, giống như ngài hay dạy học cho ta, có phải không? Phải rồi, còn hoàng tử, bệ hạ sẽ quay lại đây đón người chứ? Ta không biết nữa, chỉ mong là phụ hoàng sẽ thoát được bọn giặc. Nếu phụ hoàng tìm được đến chỗ Trần tướng quân thì... Hoàng tử đừng lo, bệ hạ phúc lớn nên sẽ không việc gì đâu. Giờ hoàng tử chịu khó ở lại đây cùng lão thần chăm sóc trứng thần này nha. Vâng, ta nghe lời ngài. Hoàng tử, việc chúng ta cần làm nhất lúc này là phải giả dạng thành dân thường, không cho ai biết về lai lịch chúng ta hết, và bảo vệ trứng thần này nữa. Vâng. Vậy chúng ta hãy đổi xưng hô thành ông cháu. Thêm nữa, hoàng tử phải cùng ta làm việc như những người dân thường để tránh bại lộ. Người có hiểu không? Ta... À, cháu xin nghe lời ông. Quan... À, ông ơi, chúng ta nên đào cát lấp quả trứng lại để che giấu nó. Ông cũng nghĩ vậy. Chúng ta cùng làm nào. Nhẹ nhẹ thôi cháu. Cháu lót thêm cỏ cho nó ấm nha ông. Ông ơi! Ông ơi! Xem kìa! Quả trứng! Ông ơi! Quả trứng đã to gấp mấy lần hôm qua rồi. Làm sao để giấu nó bây giờ hả ông? Ông cho là nó sẽ còn to ra nữa. Có lẽ ta phải làm một cái nhà. Trước mắt là như vậy đã. Bây giờ, ông sẽ đào hố xung quanh cho trứng thần chìm xuống cát sâu hơn. Còn cháu, hãy đi kiếm cỏ khô, cành cây về đây. Chúng ta cùng dựng nhà. Ông ơi, rồi chúng ta phải làm lại căn nhà khác sao? Có lẽ để mai xem thế nào hoàng tử à. Hôm nay chúng ta đã làm hết sức rồi. Kìa, ông lại gọi cháu là hoàng tử rồi. Chúng ta đã quyết định chỉ gọi ông cháu thôi mà. Ồ, ông xin lỗi. Ông già nên lẩm cẩm rồi. Chúng ta đi nghỉ thôi. Ngươi có nghe bọn chúng nói gì không? Hoàng tử? Thì ra tên nhóc đó chính là hoàng tử. Chúng ta làm gì tiếp đây? Giết chúng chứ làm gì? Nếu không tướng quân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Giết một lão già và đứa trẻ sao? Hay chúng ta bắt chúng gì làm con tin? Tướng quân đã nói thấy là giết, không cần hỏi. Giờ không cần tù binh. Nhưng hắn nói cũng đúng. Chúng ta không thể giết một lão già và một đứa trẻ. Hay chúng ta đốt nhà chúng. Như vậy chẳng cần phải động tay. Lửa to thế này, bọn chúng không thoát được đâu. Xong nhiệm vụ rồi, chúng ta đi thôi. Cháu ơi, dậy mau, dậy mau. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Ông ơi, lửa to quá. Nếu không chết ngạt cũng chết cháy mất.
Thần Kim Quy, xin hãy giúp tôi. Ông ơi, chỗ này trong lành như trong rừng vậy. Phải rồi, thật lá lùng, như một hang sâu vậy à. Ông ơi, cháu mệt quá. Đằng kia có chiếc giường, ngày hôm nay dài quá, chúng ta lại đó nằm nghỉ vậy. Nhưng con của Long Quân trong trứng này ở đâu hả ông? Ông không biết cháu à, ông chưa bao giờ ở trong một quả trứng thần cả. Thôi, cháu ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tính. Tiếng gì vậy ta? Sao cậu biết tôi là hoàng tử? Tôi là con gái của Long Quân, được ấp trong trứng đây. Tôi là Hạnh Tiên. Nhưng cậu là quả trứng mà. Thì sao? Tôi vẫn nghe được hát, biết hát. Nhưng... chơi mãi trong hang cũng chán, chúng ta ra ngoài chơi đi. Sao cậu biết là đắp lá này? Lúc ở trong trứng, cha tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ nghe chứ chưa từng thấy tận mắt. Và được nhìn thấy cảnh vật tươi đẹp sống động thật, quả là kỳ dị lớn lao. Sau này tôi đánh đuổi bọn ngoại xâm xong, tôi sẽ cho cậu thấy một đất nước còn đẹp hơn nữa. Cậu sẽ làm được thôi mà. Này, cậu có biết chữ không? Dạy cho tôi đi. Được thôi. Cậu học nhanh lắm. Tôi học giỏi thì có được thưởng không? Đây, tặng cậu nè. Bông hoa đẹp quá. Cài lên tóc cho tôi đi. Kìa, ai thế kia? Ông. Cha, cha nuôi, đã thức dậy rồi. Là ai vậy? Đây là Hạnh Tiên, con gái của Long Quân, nở từ trong trứng đó ông. Đúng vậy, con gái sinh ra mắt cha nuôi. Cha đã ngủ gần một năm rồi. Được rồi, được rồi. Ta cũng hiểu rồi. Từ nay, ta sẽ nuôi dạy hai con, chờ cha ruột của các con đến đón, có được không? Xung quanh đây đã thay đổi nhiều quá. Thank you.
Ông lại thắng nữa rồi. Chúng ta chỉ mới tập chơi thôi mà. Đúng vậy, các con tiếp tục rèn luyện thì sẽ sớm giỏi hơn ta thôi. Phụ thân của cháu là một kỳ thủ tài ba. Đánh cờ cũng là một cách điều khiển quân tướng. Phải điềm tĩnh, có kế hoạch, biết nhìn xa, đánh giá được đối thủ. Cha, phụ hoàng. Hoàng Nhi. Tái kiến phụ hoàng vạn tuế. Con hoàng của ta, con không sao rồi. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Ái khanh, thật mừng vì khanh vẫn bình an. Vâng, thưa bệ hạ, thần Kim Quy đã cứu thần và nhờ thần chăm sóc cho con gái Long Quân đây. Tình cờ thần cũng gặp hoàng tử lúc bị bọn giặc truy đuổi, nên ba người chúng thần trú ẩn ở đây từ đó cho đến nay. Thần Kim Quy à, thật thần kỳ. Sau khi quân ta thắng trận, đêm qua ta nằm mộng thấy thần Kim Quy báo rằng hoàng tử đang ở đây, nên ta lập tức đến đón. Vậy chúng ta mau trở về triều thôi. Tâu bệ hạ, con là con gái Long Quân nên chưa có lệnh của cha, con không thể đi khỏi đây. Cha con sẽ lo lắng lắm. Tâu bệ hạ, vậy thần xin được ở lại đây. Thần may nhờ ơn Long Quân cứu giúp, nên thần phải tận lực giúp ngài ấy nuôi dạy người con này. Nếu không thần thành kẻ bất nghĩa. Vả lại, thần đã có tuổi cũng không thể giúp cho bệ hạ bao lâu nữa. Thời gian qua, thần đã truyền dạy cho hoàng tử hết những gì thần biết. Bệ hạ có thể an tâm. Phụ hoàng, con có thể ở lại đây để theo học quan đại thần tiếp được không phụ hoàng? Hoàng tử, con là người kế vị duy nhất của ta. Đương nhiên ta mong con được học hỏi quan đại thần. Nhưng dù bọn giặc đã bị đẩy lùi, tàn dư của chúng vẫn rất nguy hiểm. Nếu như chúng biết con ở đây, phải chăng sẽ liên lụy đến con gái Long Quân và cả dân làng nữa? Con hiểu rồi, thưa phụ hoàng. Vậy con hãy mau từ biệt rồi chúng ta trở về kinh ngay kẻo tối. Vậy ta xin từ biệt quan đại thần ở đây. Cảm tạ ngài đã chăm sóc và dạy dỗ con thời gian qua. Tạm biệt cậu, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Đây là một mảnh vỡ từ trứng thần, tôi đã đăng dây để đeo bên mình. Cậu hãy giữ lấy để nhớ đến chúng ta. Ta sẽ không quên cậu và quan đại thần đâu. Mai này khi ta quét sạch bọn ngoại xâm, đất nước thanh bình, nhất định ta sẽ quay lại tìm hai người. Mười hai năm sau, Hành Tiên đã trở thành cô gái xinh đẹp, tinh thông nghề thuốc, luôn cùng với ông lão hành y cứu người, được dân làng vô cùng yêu quý, tiếng lành đồn xa. Mời cha dùng trà. Cảm ơn con. Mau ngồi xuống đánh cờ uống trà với cha đi. Sáng giờ con đã làm nhiều rồi, chẳng cho lão già này làm gì, ta sẽ buồn nhàn rỗi mất. Kìa cha, con có làm gì đâu, chỉ phơi thuốc và thổi cơm thôi mà. Ta biết. Giờ ta chỉ được phép đánh cờ uống trà, thỉnh thoảng viết đơn thuốc. Cha đã vất vả nhiều rồi, con chỉ muốn đỡ đần cho cha thôi mà. Thần y, Hạnh Tiên, xin cứu giúp chúng tôi với. Có chuyện gì vậy? Hai người mau ngồi xuống đây. Người này bị bệnh lạ, ta chưa thấy bao giờ. Thưa ngài, bệnh này đang lây lan khắp nơi, không ai biết nó từ đâu đến. Đến nay quá nửa dân làng đã mắc bệnh rồi.
xin ngài cứu chúng tôi với. Ta chỉ có thể kê thang thuốc để kìm lại sự diễn tiến căn bệnh. Còn lại ta phải xuống làng xem xét thêm. Thưa cha, có thể cho con một cơ hội để giúp mọi người được không? Con có cào kiến gì sao? Cha chờ con một lát. Bác hãy uống cái này đi. Đây là thuốc sắc từ Hoa Tứ Quý, ít nhất có thể ổn định thân nhiệt, điều dưỡng cơ thể cho bác. Không quả là thuốc thần, tôi đã thấy khỏe hẳn ra rồi. Quả là mạch đã ổn định hơn lúc nãy. Tuy vẫn cần thêm một vài vị thuốc khác để giúp ông khỏe hoàn toàn. Xin cảm tạ hai cha con thần y. Chúng tôi xin trở về làng báo tin vui này cho mọi người biết, để đến đây chữa trị. Không cần đâu, hai bác cứ về làng đi, cha con cháu sẽ đem thuốc đến chữa trị cho mọi người. Vậy để ta đi lấy đồ đạc, chúng ta cùng xuống làng chữa bệnh. Tướng quân quả là đao pháp phi phàm. Người đang khen ta hay mỉa mai vậy? Nếu mà ta giỏi như vậy thì ta có phải bại trận trốn chui trốn nhủi như vậy hay không? Tướng quân cẩn thận, vết thương của ngài lại tái phát bây giờ. Các ngươi là lũ ăn hại, biết bao nhiêu tháng ròng cũng không do thám được gì. Thần nghi đó cũng chỉ là một người phàm sống sờ sờ trên mặt đất, chứ có đi trên mây đâu mà không tìm ra. Cấp bao tàu tướng quân, quân do thám đã tìm ra nơi ở của cha con vì thần nghi chữa bệnh cải tử hoàn sinh nổi tiếng khắp nơi. Có vậy chứ, chúng ta mau tới đó. Một khi ta lấy lại được sức mạnh, lo gì không lấy được giang sơn này. Nhưng thưa tướng quân, lỡ thần nghi chỉ là hư danh do người ta đồn thổi, hoặc là lỡ như bọn thần nghi không chịu quy phục chúng ta thì sao? Người nói cũng phải, nhưng chúng ta phải tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục chúng. Hoặc nếu như chúng không thuận theo thì giết đi trước khi chúng đầu quân cho triều đình, hiểu chưa? Thấm thoát đã hơn 10 năm rồi, không biết. Bệ hạ gia lâm. Bái kiến phụ hoàng. Con đã trưởng thành, cha đã nghe các tướng quân nói. Chính con đã bắn tên khiến tướng giặc trọng thương đúng không? Phụ hoàng quá khen, con chỉ gặp may thôi. Dù thế nào đi nữa thì tướng giặc cũng bị thương nặng khiến chúng phải lùi binh, nhờ thế mà quân ta chiếm ưu thế. Lâu nay con đã bận rộn rồi, hôm nay ta đến vì muốn nhờ con một chuyện. Phụ hoàng cứ dặn dò, giúp được cho phụ hoàng là con thấy vui rồi. Ta cần con đi ban thưởng cho cha con một thần nghi ở phía nam. Người này đã giúp trị thương cho binh lính và dân chúng, góp phần hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc chiến vừa qua. Hơn nữa, gần đây nhờ họ mà bệnh dịch được đẩy lùi, không lan đến kinh thành. Thần y sao? Liệu có phải là... Con đừng đoán nữa, cứ đến nơi rồi sẽ biết thôi. Lần này con hãy đưa họ về kinh thành cho ta gặp mặt cảm tạ. Cấp báo bệ hạ về hoàng tử, có tin mật báo đàn dân của bọn giặc đang di chuyển về bờ biển phía nam. Hình như là chúng đang lùng sục tìm kiếm hai cha con thần y nào đó. Không hay rồi, xin cha cho nhi thần được dẫn binh lên đường ngay. Được, chuẩn tấu, con phải cẩn thận đó. Tạ ơn phụ hoàng. Hạnh tiên, con để mấy cây cam thảo phơi khô của cha ở đâu rồi? Con sẽ đem ra cho cha ngay. Cha, cha ơi, cha, mấy người là ai? Chạy đi con,
Thì ra hai cha con nhà ngươi chính là thần y người ta đồn thổi đó hay sao? Ông là ai? Tên tướng giặc kia. Ngươi đã bị thương, bị đánh cho tan tác mà còn chưa biết khỏi đây sao? Lão già cũng biết ta sao? Vậy thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Bây giờ các ngươi phải trị thương cho ta, và phải cho ta một loại thuốc hồi phục năng lực, tăng thêm sức mạnh vô song, đánh bại quân triều đình. Không đời nào. Vậy thì lão già sẽ chết. Cứ mặc ta, cứ để ta chết. Nếu cô đành lòng để cho lão già chết, ta sẽ đưa cô xuống làng cho cô chứng kiến bọn ta tàn sát dân làng từng người một, cho tới khi cô giúp bọn ta thì thôi. Thôi được, ta sẽ chữa trị cho ngươi. Có vậy chứ. Người đâu, canh lão già. Nếu cô ta dám dùng thuốc hại ta thì giết lão cho ta. Ta thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Giờ người ta không có đối thủ rồi. Chúc mừng tướng quân. Tên nhóc hoàng tử, các ngươi canh giữ cha con lão già này cho cẩn thận. Một mình ta có thể chấp hết bọn chúng. Ngươi đánh con, ngươi cho ta uống thứ gì vậy? Các người không được đụng đến con ta. Thương đó chỉ có tác dụng trong một lúc thôi. Tướng giặc kia, hãy đỡ. Thần Tiêu Quy, xin cứu chúng tôi với. Mau cả hành tiên ra. Hoàng tử, ân thần. Hoàng tử, nằm xuống. Con gái ta, nay con đã lớn, hãy theo ta về thủy phủ. Thưa cha, hoàng tử vì cứu con mà bị thương, xin cha cứu chàng với. Được rồi, cũng xem như ta trả ơn cho hoàng tử. Tạ ơn Long Quân đã cứu tôi, ngài lại còn tiêu diệt bọn giặc ngoại xâm, giữ đất nước yên bình. Xin nhận của tôi một lạy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, các người đứng lên đi. Cứ xem như ta đã trả ơn cho việc ngươi làm bạn cùng con ta và cứu nó khỏi bọn gian ác. Chúng ta về thôi con. Bẩm Long Quân, xin hãy khoan. Ngươi có chuyện gì mau nói đi. Tôi tuy là người phàm, nhưng thời gian lớn lên cùng hành tiên cũng đã hiểu nhau. Trong phút giây sinh tử vừa qua, tôi cảm thấy nàng là người quan trọng với cuộc đời của tôi. Chúng tôi có thể vì nhau hy sinh cho nhau. Nếu như nàng cũng đồng ý, xin Long Quân tác hợp cho chúng tôi ạ. Con gái ta, con thấy thế nào? Thưa, con gái xin nghe lời cha. Vậy được, thấy hoàng tử là người nhân nghĩa, lại trí dũng song toàn, nay ta chấp nhận cho hai con nên duyên chồng vợ. Hãy cùng nhau sống tốt và xây dựng đất nước thanh bình, hạnh phúc. Chúng con cảm tạ Long Quân. Ông ơi, ông có thể về cung cùng chúng con, để chúng con phụng dưỡng ông. Hoàng tử à, ta đã già, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Đây là thời của các con xây dựng đất nước. Thế là ông lão xuống thủy cung cùng với thần Kim Huy, còn hoàng tử và hạnh tiên trở về kinh thành. Sau khi nhà vua mất, hai người trở thành vị vua và hoàng hậu anh minh, trị vì đất nước. Còn nơi trứng thần của Long Quân bị vỡ làm nhiều mảnh, trở thành ngọn núi thiên, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam ta ngày nay, dân gian gọi là núi Ngũ Hành ở Đà Nẵng.